Đêm giao thừa năm 2076, ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng tan biến, nhường chỗ cho một trò chơi chết chóc ập xuống nhân loại. Sự xuất hiện của vô số hầm ngục nguy hiểm chứa đầy lũ quái vật dáng thế, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Những sinh vật hùng mạnh tàn sát dân chúng một cách không thương tiếc, đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Nhưng giữa dòng xoáy hỗn loạn ấy, một tia hy vọng le lói, những kỹ năng thần thánh được ban tặng cho một số cá nhân, cho phép họ thức tỉnh trở thành truyền chức giả với sức mạnh đáng gờm. Những truyền chức giả này cuối cùng đã xoay chuyển tình thế, giải cứu thế giới khỏi sự tấn công của quái vật và mở ra một kỷ nguyên mới nơi sức mạnh là thống trị tối cao và cá lớn nuốt cá bé đã trở thành luật lệ bất thành văn do đó chuyển chức giả bị buộc phải liên tục nâng cao khả năng của mình để duy trì vị trí của họ trong trật tự mới vừa được thiết lập này trong hành trình thống trị những chuyển chức giả này mạo hiểm đi sâu vào các hầm ngục khác nhau đối mặt với những con boss đáng sợ thu thập kho báu và nâng cao cấp độ sự theo đuổi quyền lực và của cải không ngừng nghỉ này được đánh dấu bằng sự ra đời của kỷ nguyên chuyển chức giả toàn cầu trong thời đại này việc chuyển chức đánh dấu một bước phát triển đáng kể và được biểu tượng bằng quản trường chuyển chức. Một công trình kiến trúc nguy nga, nổi tiếng với chiều cao ấn tượng và tỏa ra hào quang, là một thử thách đầu tiên cho những người muốn bắt đầu một hành trình trong xã hội hiện tại. Mỗi cá nhân được yêu cầu leo lên một ngàn bậc thang, một thử thách mang tính biểu tượng trước khi thức tỉnh chức nghiệp chuyển chức giả của họ. Bước vào quảng trường chuyển chức giả thành công cho phép họ có cơ hội đánh thức tiềm năng của mình và bắt đầu con đường trở thành những người được kính trọng của cộng đồng. Tuy nhiên, không phải chuyển chức giả nào cũng may mắn và Tô Dương là một ví dụ hoàn hảo. Đi xuống cầu thang lớn của quảng trường chuyển chức giả, anh không khỏi cảm thấy thất vọng. Là một người xuyên việt, anh đã hy vọng có được một chức nghiệp đặc biệt hoặc hiếm có, nhưng cuối cùng lại trở thành chiến sĩ, kiểu cơ bản nhất mà ai cũng có thể có được. Chỉ số của anh ta cũng không có gì đáng khoe khoang, với sức mạnh chỉ 12 và cả tốc độ và tinh thần đều là 10. Chiến sĩ như anh ta không có khởi đầu tốt đẹp, họ thường thấy mình bất lợi trong chiến đấu cận chiến và đối mặt với nguy cơ chấn thương hoặc tử vong cao hơn. Mặc dù đầu tư nhiều thời gian và công sức vào việc luyện tập các chiến sĩ như Tô Dương thường cảm thấy những đóng góp của họ bị lu mờ bởi những người có chức nghiệp khác. Khi Tô Dương đang cố gắng chấp nhận việc trở thành một chiến sĩ cơ bản, một kẻ vô dụng tên Vương Phi đi về phía anh với mấy tên ký sinh trùng bên cạnh. Hắn bắt đầu chế giễu anh, nghe nói ngươi vừa mới thức tỉnh thành chiến sĩ rác rưởi sao, nó rất xứng với ngươi đấy. Một chiến sĩ mới chuyển chức chẳng qua chỉ là một người bình thường có một chút khí lực, một kẻ mồ côi vô danh không ai chăm sóc, lại càng không có công hội nào muốn nhận người như ngươi, công việc chân tay là thích hợp nhất với ngươi. Tô Dương khó chịu đáp trả lại Vương Phi một cách nhanh chóng. Anh vỗ tay vào nhau như thể anh ấy đang cố gắng bắt một con rùi. Hành động này khiến Vương Phi ngừng làm nhảm. Tô Dương giả vờ chúc mừng anh ta trở thành Pháp Sư Băng, một chức nghiệp hiếm có. Tô Dương Dương khó chịu khiêu khích, ta nghe nói Pháp Sư vừa mới thức tỉnh sức mạnh rất yếu, hay là chúng ta thử một chút. Nhưng như Tô Dương dự đoán, Vương Phi chỉ có thể đưa ra một số lời đe dọa yếu ớt trong khi núp sau đám ký sinh trùng của mình thay vì đối mặt. Hắn ra lệnh cho đám đàn em ra tay với Tô Dương. Giữa lúc căng thẳng, một thành viên trong nhóm của vương phi vô tình nhìn thấy thứ đó thì hét lên thu hút sự chú ý họ quay đầu lại nhìn theo hướng đó tô dương cũng như thế nhìn về đám người đang đi đến bọn họ bàn luận đó là đội công lực của linh thú hội không ngờ ở chỗ này lại gặp được bọn họ đây không phải là công hội bình thường là một công hội cấp a hùng mạnh số một ở thành phố đông linh khi này người đàn ông dẫn đầu lên tiếng muốn bọn họ tránh đường vì mình đang vội anh ta là một xạ thủ tứ chuyển cấp 95. tô dương nhận ra người đàn ông anh ta là triệu minh anh thường xuyên xuất hiện trên các tờ rơi quảng cáo và là hội phó của linh thú công hội nắm bắt thời cơ vương phi bước tới với vẻ lo lắng và một chút tham vọng hắn hỏi người đàn ông đến đây để tuyển người mới sao hắn bày tỏ mình rất ngưỡng mộ linh thú công hội và muốn tham gia vào linh thú công hội nhìn triệu minh có vẻ khó chịu cô gái đi theo phía sau lên tiếng người tuyển dụng ở phía sau chúng tôi là đội công lược đừng có cản đường triệu minh đánh giá cao nỗ lực của vương phi anh hỏi hắn có chức nghiệp gì vương phi tự tin nói mình có chức nghiệp pháp sư băng là một chức nghiệp hiếm có và có thể sử dụng phép không hạn chế triệu minh cảm thấy chức nghiệp này không tồi anh kêu người ở phía sau đưa cho vương phi một cái danh thiếp cô gái đưa danh thiếp cho vương phi và yêu cầu hắn xuống phía dưới đưa cho người tuyển dụng tô dương thấy cảnh này thì cảm thán sao lại dễ dàng như vậy anh không biết các chức nghiệp khác có cơ hội không lúc này đám người đi theo vương phi đã thay tô dương xác nhận chuyện này họ bắt đầu nói ra chức nghiệp của mình và hỏi mình có thể gia nhập linh thú công hội hay không cô gái có vẻ khó chịu lên tiếng cung thủ thì đi hỏi chi nhánh đi đạo tặc thì miễn bàn đừng ở đây lãng phí thời gian của ta nhưng trước khi cô gái rời đi, Tô Dương hỏi liệu họ có quan tâm đến chiến sĩ không, nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt khinh thường, như thể cậu vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc và lãng phí thời gian của họ để trả lời. Cuộc đối thoại ngắn ngọn này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả những người có mặt. Nó cho thấy bản chất của thế giới mà họ đang sống, một thế giới lấy cường giả làm luật lệ, chỉ có thực lực mới là tất cả. Thông thường, chức nghiệp chuyển chức đã quyết định số phận của mỗi người, cho nên từ khi chuyển chức thành chiến sĩ thì số phận của anh đã được quyết định. Anh cũng hiểu rõ, ngay cả công hội cấp thấp cũng không sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ nói chi là một công hội tập trung toàn những chức nghiệp tinh anh lúc này hai người gần đó bàn luận tôi thật sự ghen tị với cậu tôi thật sự muốn gia nhập công hội và trở thành người mạnh mẽ người còn lại thở dài thôi bỏ đi người ta là sát thủ chuyển chức bố nấy nhưng thật không ngờ ở đây lại có thể gặp được hội phó của linh thú công hội người kia tỏa ra phấn khởi nói cậu không biết chuyện gì sau hôm nay linh thú công hội muốn tấn công sao nguyệt hắc long có thể họ dùng cổng dịch chuyển ở đây để săn phó bản nghe điều này Tô Dương rất bất ngờ, bởi vì sao Nguyệt Hắc Long là hầm ngục hạng S lớn nhất ở thành phố C, nó không chỉ có vô số quái vật nhỏ mà còn chứa đầy những con quái vật cấp tinh anh. Mặc dù cái chết trong thế giới này không có nghĩa là tử vong thật sự, thay vào đó người chơi sẽ mất cấp độ và kinh nghiệm, khi xuống cấp không thì mới thật sự chết. Nhưng đối với sự cạnh tranh gay gắt giữa các công hội hàng đầu mà nói, cấm độ bị hạ xuống cũng là một thiệt hại rất lớn, còn chưa nói đến việc hao tổn tài nguyên cũng như mất đi những trang bị quý hiếm. Con boss khủng bố nhất trong hầm ngục có cấp 99, rồng đen hắc diệm, nghe nói ngay cả những công hội hạng s mạnh nhất cũng đã sụp đổ dưới chân nó nghe nói rằng linh thú công hội có số lượng lớn chuyển chức giả ở siêu việt tứ chuyển trở lên và họ chưa bao giờ thất bại trong một cuộc đột kích nào có lẽ họ thực sự có thể làm được điều đó thợ săn rồng đen ư đúng là một thế giới chỉ dành cho kẻ mạnh phải chăng ta sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ yếu đuối bị dẫm đạp dưới chân những kẻ mạnh mẽ này bỗng nhiên một hệ thống thông báo ký chủ linh hòn hoàn hảo được phát hiện hệ thống bán thời gian dành cho boss sẽ sớm được liên kết thông báo kết thúc cả người tô dương bay lên trời và có một luồng ánh sáng xuất hiện trước người anh một loạt thông báo khác xuất hiện hệ thống bán thời gian dành cho boss đã được liên kết tô dương không biết cái gọi là hệ thống này là thứ gì và làm boss bán thời gian nghĩa là sao những dòng thông báo cứ tiếp tục hệ thống bán thời gian dành cho boss nạp xong hệ thống yêu cầu ký chủ phải hành động như một boss chống lại người chơi xâm nhập hầm ngục sau khi tiêu diệt người chơi ký chủ sẽ được chia sẻ kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra bạn có muốn kích hoạt vai trò này không tô dương suy ngẫm thì ra là hệ thống muốn tôi chống lại người chơi trong vai một boss. Thông thường, người chơi tham gia chiến đấu với boss trong các hầm ngục sẽ lập thành một đội, tối thiểu từ 4 đến 8 người, có thể lên đến 24 người hoặc thậm chí là đội 100 người. Nếu mình có thể đánh bại họ, kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra sẽ rất dồi dào, giúp mình nhanh chóng leo lên từ cấp 1 lên tới cấp độ chuyển chức. Nếu như thế thì ngay cả chiến binh yếu nhất cũng có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị người chơi đánh bại? Trong lúc Tô Dương đang phân vân thì hệ thống thông báo, dinh, ký chủ không phản hồi, hệ thống sẽ sớm được gỡ bỏ, bắt đầu đếm ngược. Mắt Tô Dương mở to, không ngờ lại còn có chuyện này. Có vẻ như việc tận dụng lợi thế cũng đi kèm với rủi ro, hệ thống vẫn đang đếm ngược 543. Tô Dương không muốn bị giết chết như một boss, cũng không muốn bị trà đạp mãi mãi. Đây là cách duy nhất để trở nên mạnh mẽ hơn, Tô Dương đã quyết định sẽ chấp nhận hệ thống trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Tô Dương chấp nhận, ký chủ đã chọn, kích hoạt hệ thống bán thời gian, kích hoạt dịch chuyển bán thời gian, sẽ dịch chuyển ngay lập tức. Trong giây phút này Tô Dương thầm cầu xin, Xin hãy cho mình thành một con boss mạnh mẽ. Anh được dịch chuyển đến một thế giới khác, anh mở mắt ra tự hỏi đây là nơi nào, hệ thống bán thời gian đã hoạt động rồi sao? Trước mặt Tô Dương là hàng loạt những con quái vật cấp cao, Hắc Trảo Phi Long cấp 80, Rồng Đen cấp 80, Quái Điểu Long Huyết cấp 88, Chiến Sĩ Long Nhân Tinh Anh cấp 95. Tất cả đều là quái vật rồng và tất cả bọn chúng đang quỳ trước mặt Tô Dương. Khi này có một con quái vật đứng giữa lên tiếng, "Thưa vương thượng cao quý, ngài đã tỉnh sau một giấc mộng dài rồi sao?" Tô Dương cao mày, "Vương Ý hắn nói mình là vua của long tộc sao? Tô Dương, nhận ra mình đã trở thành một con ác long hắc diệm chi dược cấp 99, boss khủng bố nhất trong sào nguyệt hắc long, không khỏi phấn khích và hơi run sợ. Cuộc sống mới của Tô Dương, với vai trò là một con boss hùng mạnh, đã bắt đầu. Một bảng thông tin xuất hiện trước mắt Tô Dương, boss hắc long giai đoạn ấu thể. HB 5 triệu, thuộc tính, ám thuộc tính long tộc 3221, tốc độ 1102, tinh thần 1321, con số này khiến anh phải dùng mình. Nhưng điều khiến Tô Dương thực sự kinh ngạc chính là thiên phú của mình hiện tại, với huyết mạch cự long gần như anh không bị ảnh hưởng bởi tấn công vật lý và phép thuật với khả năng miễn nhiễm 80% sát thương. Thiên phú thứ hai là phá diệt hắc viêm, là khả năng nắm giữ nguyên tố vô cùng mạnh, có thể phóng thích hắc viêm mang tính chất hủy diệt mà không tốn ma pháp. Cuối cùng là cự long uy áp, có thể khiến tất cả các sinh vật cấp thấp hơn giảm 20% thuộc tính, đây là áp chế tuyệt đối thuộc về cự long. Bên cạnh đó còn có ba kỹ năng độc quyền của mình mạnh không tưởng, là công kích cự long có thể gây ra 300% sát thương vật lý. Kỹ năng thứ hai là cự long hống, kỹ năng này hắn có thể phát ra tiếng kêu rung trời, làm cho giá trị tinh thần của kẻ thù trong 300m giảm xuống và rơi vào trạng thái mê muội trong 5 giây. Cuối cùng là kỹ năng long nhãn, có thể nhìn thấy bất cứ nơi nào trong phó bản mà không bị giới hạn bởi tầm nhìn. Tô Dương cảm thán sức mạnh của Hắc Diễm Chi Dực khiến anh dùng mình. Ở thế giới hiện tại, người chuyển chức 4 cấp 99, thuộc tính không quá 1000 điểm, nhưng Hắc Diễm Chi Dực lại có thuộc tính vượt xa con số 1000, sức mạnh nó còn lên đến hơn 3.000 điểm. Nhưng điểm đáng sợ nhất lại nằm ở thiên phú của nó, kháng 80% cả vật lý lẫn ma pháp, đồng thời giảm 20% thuộc tính của đối thủ. Hai khả năng này khiến bất kỳ ai muốn tấn công nó đều phải suy nghĩ lại. Và chưa kể, những kỹ năng độc quyền của nó khiến bất kỳ ai cũng phải khuất phục. Cảm giác sức mạnh vô tận dâng trào trong cơ thể, anh như bị thôi miên bởi dòng năng lượng mạnh mẽ ấy, một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Chỉ cần đánh bại người chơi, ta sẽ nhận được kinh nghiệm, dù bản thể của ta là một chiến sĩ vô dụng nhất, ta cũng có thể nhanh chóng thăng cấp trở nên mạnh mẽ trong sự phấn khích anh quay lại cảnh tượng trước mắt khiến anh dùng mình đám long tộc đã ngã xuống bọn chúng sợ hãi van xin ngô vương bớt giận xin bớt giận tô dương giật mình phát hiện mình đã vô tình giải phóng kỹ năng cự long hống đứng lên đi đám phế vật anh thầm nghĩ đại boss hẳn là sẽ có giọng điệu này tên thuộc hạ run rẩy nói không hổ là ngô vương giai đoạn ấu thể đã có uy thế như thế này chờ ngài tới thời kỳ trưởng thành san bằng thế giới nhân loại là chuyện tất nhiên nghe lời này Tô Dương chợt nghĩ đến điều gì, giai đoạn ấu thể đúng rồi, trong thông tin cũng có miêu tả. Nhưng theo lý mà nói, boss trong phó bản không phải đều là đẳng cấp cố định sao? Chẳng lẽ Hắc Diễm Chi Dực còn có thể thăng cấp? Khi này anh để ý đến một người phụ nữ bị nhốt trong chiếc lồng bên cạnh, có vẻ cô ta là một nữ nhân tộc Elf. Cô ta tức giận, mắt đỏ hoe, ác long chết tiệt, ngươi lại phát điên gì thế? Nếu tức thời thì thả ta ra sớm đi, nếu không tinh linh tộc nhất định sẽ cho các người đẹp mặt. Tô Dương đụng nhẹ vào chiếc lồng làm cho cô gái sợ hãi. Anh thầm nghĩ tinh linh tộc họ là npc trong phó bản sao sau khi trò chơi giáng lâm thế giới rất nhiều chủng tộc trong tưởng tượng cũng xuất hiện nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy tinh linh khi này anh phát hiện có một chấn động không biết chuyện gì đang xảy ra tinh linh cũng vô cùng lo lắng nói đó là người chơi cuối cùng cũng có dũng sĩ đến cứu ta ác long ngươi sắp chết rồi tô dương khi này dùng con mắt lớn của mình lườm cô ta một cái như kiểu bố mạnh thế này chết sao được phát hiện hắc long nhìn mình cô gái trở nên lo lắng lắp bắp ngươi muốn gì ngươi nhìn ta làm cái gì cô thầm nghĩ con rồng này ngày thường mắng thế nào hắn cũng không để ý tới ta sao hôm nay đột nhiên phản ứng kỳ quái khi này tô dương nhớ ra chuyện anh vừa nghe nhất định là linh thú công hội không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy đội công lực linh thú công hội hình như chưa từng có thất bại bọn họ sẽ có thể đánh bại ta chứ khi này anh có chút lo lắng mặc dù hắc long thực lực cường đại nhưng khẳng định linh thú cũng sẽ làm rất tốt công tác chuẩn bị mới đến khiêu chiến phải cẩn thận anh sử dụng kỹ năng long nhãn tra xét bọn họ một chút sau khi sử dụng kỹ năng anh có thể nhìn thấy và nghe được những gì mà đám người linh thú công hội bàn luận. Tất cả giữ vững tinh thần, công lực hôm nay không thể thất bại. Những người dẫn đầu gồm có Lý Đạn cấp 98 tứ chuyển Thánh Quang Đại Thuẫn Sĩ, Tiền Nguyên cấp 96 tứ chuyển Trị Liệu Thánh Kỵ Sĩ, Triệu Minh cấp 95 tứ chuyển Bạo Phong Đa Trùng Xạ Thủ, Lôi Sơn cấp 99 tự chuyển Hủy Diệt Lôi Điện Sứ, cũng là hội trưởng, toàn là những người chủ lực của công hội linh thú và ai cũng đầy giữ tận. Mọi người liên tục khích lệ lẫn nhau, hôm nay nhất định phải đánh tan xào huyệt Hắc Long, đánh bại Hắc Long. Chỉ cần có thể đánh bại Hắc Long là có thể ngũ truyền. Tô Dương cảm thấy khẩu khí của đám người này lớn thật. Khi này một người hét lên khi phát hiện phía trước có tiểu quái vật tiếp cận, là phi hành ma thú, số lượng 8 con, trung bình cấp 80, thuộc tính phòng. Đây là những con tiểu quái mà Tô Dương phái đi thăm dò thực lực của bọn họ. Thủ lĩnh công hội hét lên, không nên lãng phí thời gian trên bọn tạp chủng cấp thấp, chức nghiệp xe tăng trên đỉnh bắn đi. Những người khác sử dụng thuộc tính hỏa để tấn công và phát ra sức mạnh tối đa trong một lần dưới sự chỉ huy của ông ta thì đám tiểu quái đã bị tiêu diệt nhanh chóng ông ta ra lệnh giữ nguyên đội hình và tiếp tục di chuyển quan sát toàn bộ tô dương cũng trầm trồ không hổ là linh thú cả hỏa lực và kỷ luật đều ở đỉnh cao những con quái nhỏ này căn bản không có cách nào nhìn ra toàn bộ thực lực của bọn họ không khí ngột ngạt bao trùm khu vực hang động thực lực của bọn họ đúng là không tồi tô dương linh hồn ẩn náu trong thân xác hắc long khẽ cười lạnh nhưng đã là tổ đội chuyên nghiệp thì ta sẽ tăng thêm độ khó cho bọn họ bên kia chiến trường tiếng cười đùa xen lẫn tiếng binh khí va chạm tạo nên bản nhạc chiến tranh sôi động tiến độ phó bản đang tốt đẹp vật tư đầy đủ không có thương vong nào họ đang chuẩn bị bước vào trận đánh tiếp theo tự tin rằng sẽ dễ dàng chiến thắng bỗng nhiên bầu trời như tối sầm lại một bóng đen khổng lồ lao từ trên cao xuống tốc độ khủng khiếp tạo nên một luồng gió mạnh khiến mọi người trao đảo chúa ơi mọi người nhìn chỉ số của nó kìa tiếng hét thất thanh vang lên tô dương đã tung ra con át chủ bài của mình một long nhân chiến sĩ tinh anh cấp 99. con quái vật này với HP 100K, sức mạnh 1200, tốc độ 823, tinh thần 702, sở hữu thiên phú long nhân vinh quang. Sát thương tăng lên 10%, uy tín của long nhân không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trạng thái tinh thần nào. Cả đội hình linh thú công hội chìm trong hỗn loạn, Lôi Sơn người dẫn đầu, nhanh chóng triển khai hệ thống phòng thủ. Nhưng tốc độ của long nhân quá nhanh, trong chớp mắt nó đã lao vào giữa đội hình, đánh tan mọi sự chuẩn bị. Lôi Sơn với kỹ năng tốc biến và thánh quang thuẫn, liều mình chặn đường tấn công của long nhân, cứu nguy cho đám thuộc hạ khi này triệu minh sử dụng kỹ năng phong bạo lôi trùng tiễn tấn công long nhân anh bảo mọi người đừng hoảng sợ rút lui về phía sau đội cận chiến lên trước căn chỉnh kỹ năng tầm xa tập trung hỏa lực giọng nói đầy uy lực nhìn cảnh này tô dương cảm thấy đám người này thực lực không phải tầm thường một long nhân chiến sĩ lại không thể tạo ra được uy hiếp lớn ở bên cạnh nữ tinh linh cũng mỉa mai làm ta giật cả mình ta còn tưởng rằng con rồng thối nhà ngươi muốn làm gì chứ còn không đầu hàng chịu chết tô dương ẩn nấp trong bóng tối khẽ mỉm cười anh nghĩ như vậy một con không đủ thì anh dùng một bầy một loạt quái vật tinh anh ủng ủng kéo đến bao vây lấy đội hình linh thú công hội lại nữa lại là sáu con quái tinh anh số lượng quá nhiều tiếng hét thất thanh vang lên khắp chiến trường trận chiến trở nên ác liệt cả hai bên đều chiến đấu không ngừng nghỉ triệu minh lo lắng hỏi hội trưởng chưa bao giờ ta thấy số lượng quái tinh anh nhiều như vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao lôi sơn gương mặt đỏ bừng gầm lên mẹ nó hôm nay cứ làm sao vậy quái tinh anh thì có gì phải sợ công hội chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu lên đi điều chỉnh trận hình ưu tiên người bị thương lực lượng tầm xa chuẩn bị tấn công chú ý tấn công vào lưng đối phương hỗ trợ hồi máu cho đấu sĩ trận chiến ác liệt diễn ra tô dương không phục sự kiên cường của linh thú công hội anh vốn định dùng đám quái tinh anh này đột phá đội hình đánh lôi đối phương không ngờ đám này lại liều mạng chiến đấu như vậy nữ tinh linh thì khen ngợi không hổ là người chơi chỉ dựa vào sứ giả của ngươi thì vô dụng thôi ngoan ngoãn chờ chết đi tô dương biết với thực lực này thì bọn chúng không thể đánh bại mình rất có thể bọn họ còn có con ác chủ bài nào đó khi này tô dương phát hiện đám người linh thú không đi về phía anh mà lại đi về một hướng khác không lẽ bọn họ đang tìm thứ gì đó ngay lập tức anh dùng kỹ năng của mình để tra xét theo hướng nó sau một lúc thì ngôi mộ của chiến binh diệt rồng đã làm cho anh chú ý trên một bộ xương có gì đó phát sáng sau khi kiểm tra thì phát hiện đó là đạo cụ đồ long chi tâm và người sử dụng đạo cụ này có thể không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của long tộc phát hiện này làm cho tô dương cảm thấy được sự lo lắng đầu tiên từ khi vào vai quái vật các thuộc hạ cũng nhìn ra đặc điểm này tô dương vẫn mãi suy nghĩ anh đã hiểu được bọn chúng muốn làm gì vì không thể đánh bại hắc long nên bọn chúng muốn sử dụng đạo cụ làm suy yếu ta nếu để họ lấy được thì nhất định mình sẽ bị tiêu diệt không thể chuyện này xảy ra tô dương lập tức bay lên không mà hành động này là điều nữ tinh linh bất ngờ vì theo thiết kế thì hiện tại đám người chơi chưa đến khoảng cách kích hoạt tại sao hắc long lại ra ngoài đám long tộc thì gieo hò đại nhân tự mình ra trận sao ngô vương tất thắng ngô vương tất thắng khi này tô dương bay đi lòng nóng như lửa đốt bọn chúng đã biết được sự tồn tại của đạo cụ ta phải đến lấy được nó trước đám người linh thú. Trên chiến trường sáu con quái tinh anh cũng đã bị tiêu diệt, Lôi Sơn trên mặt bực tức văn tục, mẹ nó, mới vào phó bản đã xuất hiện chuyện ngoài dự đoán, tiếp theo chắc không còn chuyện gì đâu nhỉ. Triệu Minh thì lo lắng, hiện tại mức tiêu hao độ bền, vật tư tiếp tế và trang bị đã vượt xa dự tính, chúng ta không bị công hội thiên cơ các lừa đấy chứ. Lôi Sơn bác bỏ suy nghĩ này, anh cho rằng thiên cơ các là công hội lâu đời, bọn họ còn đảm bảo với chúng ta. Hơn nữa hướng dẫn công lực này là dùng tu di giới để trao đổi, tuyệt đối không phải đồ giả. Tiền Nguyên lại lo lắng chuyện khác, hiện tại bọn họ cách hang Hắc Long không xa, nếu lại xảy ra chuyện bọn họ sợ sẽ kinh động boss Hắc Long. Lôi Sơn cho rằng cơ chế phó bản nhất định sẽ không thay đổi, nếu có đánh nhau thì boss Hắc Long cũng không ra khỏi hang sớm. Lôi Sơn hứa rằng sau khi có được đồ Long chi tâm, anh sẽ cho con boss Hắc Long này nếm mùi đau khổ. Tiên Nguyên bày ra bộ dạng đê tiện vui đùa, hắn nhớ trong phó bản này có một thiếu nữ tinh linh, nếu cứu được cô ta, không chỉ đạt được hảo cảm, mà còn có được giấy thông hành đến vương quốc tinh linh, nghe nói ở đó có rất nhiều mỹ nữ lôi sơn cũng có hứng thú với vấn đề này mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết khi lấy được đồ long chi tâm đang nói chuyện thì có một bóng đen vụt qua đám người bọn họ cũng nhận thấy điều này hội trưởng có quái vật đang đến nó biết bay có lẽ là phi long loại nhỏ lôi sơn đọc quyển hướng dẫn ngẫm nghĩ không thể phi long là quái vật gác cổng sao lại đến đây triệu minh trên mặt thấy rõ sự sợ hãi hội trưởng đây không phải là phi long nó to quá không lẽ nó là đại boss hắc long khi này tô dương trong hình hài hắc long khổng lồ xuất hiện trước đám người vip pro đã khinh thường mình lúc này lôi sơn sắc mặt đã không còn giọt máu hắn không thể tin boss hắc long lại xuất hiện ở đây triệu minh thì nhận định rằng đám người thiên cơ các đã gạt bọn họ hiện tại không có đồ long chi tâm thì không thể đánh thắng hắc long bọn họ nhìn về lôi sơn đề nghị rút lui tô dương cũng cười thầm trong lòng không có đồ long chi tâm thì không dám đánh sao thì lĩnh bất bại cũng chỉ như thế thôi sao tiếp theo ta sẽ giết hết bọn chúng để thăng cấp anh bắt đầu chuẩn bị kích hoạt kỹ năng nhưng Tô Dương chưa ra tay thì đã bị một tia sét đánh trúng, làm anh tiêu hao mất 2999 máu, Tô Dương cũng bất ngờ. Lôi Sơn thi triển kỹ năng đồng thời hét lên, không ai được đi, tất cả quay về vị trí, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, có cái gì mà không đánh được, công hội vẫn còn ác chủ bài chưa dùng, điều chỉnh lại tinh thần cho ta. Tiêu diệt được con Hắc Long này ta sẽ thưởng lớn, đánh cho ta. Lập tức đám chuyển chức giả hò hét, giết Hắc Long, giết Hắc Long, cướp đồ ngon, tinh linh là của lão tử, còn lại cho các ngươi, đấu sĩ chuẩn bị tấn công. Khi này Tô Dương giận dữ, anh vốn còn định nương tay một chút, nhưng bây giờ là bọn họ tự tìm lấy đau khổ, cuộc chiến sinh tử đã chính thức bắt đầu. Khi này Lôi Sơn ra lệnh cho Lý Đan lập tức mở kết giới phòng ngự mạnh nhất, các hỗ trợ hồi máu tập trung búp cho kỹ năng phòng ngự, Tiền Nguyên sử dụng thánh quang hỗ trợ thêm. Các vị trí hỗ trợ búp sức mạnh thì búp cho hắn và Triệu Minh làm cho kỹ năng của bọn họ mạnh lên, đội hình lập tức triển khai chiến đấu. Vì nơi này không cách xa lắm đối với lăng mộ của người diệt rồng, chỉ cần lấy được đồ Long Chi Tâm thì. Nhưng ông ta nói đến đây thì Triệu Minh hét lên, đội trưởng cẩn thận cái đuôi nhưng đã quá muộn lúc này tô dương đã dùng chiếc đuôi của mình đánh vào đám người của linh thú công hội sức mạnh hủy diệt quét qua hất tung toàn bộ thành viên của linh thú công hội tạo ra một chấn động vô cùng khủng bố sức mạnh hủy diệt lan tỏa khắp xung quanh nhìn cảnh tượng tàn phá tô dương thầm nghĩ ta sẽ không cho các ngươi cơ hội chuẩn bị đâu nhưng điều bất ngờ xảy ra giữa những mảnh vỡ và khói bụi đang lắng xuống một tia sáng và phép thuật lóe lên trước mặt hắn ở phía dưới dường như các người chơi vẫn còn sống và tất cả là nhờ Lý Đan đã kịp thời thiết lập lá chắn thánh quang ba lớp của mình. Anh bất ngờ khi một boss lại là người tấn công trước, nhưng bởi vì một boss chỉ có thể sử dụng một kỹ năng cùng lúc, họ có cơ hội để trả đũa. Vì vậy Tiền Nguyên đã sử dụng thuật thêm thánh quang để tăng sức mạnh thánh quang của bản thân và đồng đội lên 30%. Lôi Sơn không ngờ lại có nhiều người không thể né cái đuôi của Hắc Long, anh ra lệnh cho những người còn sống tấn công. Triệu Minh yêu cầu hỗ trợ búp sức cho mình và Lôi Sơn, lập tức hàng loạt kỹ năng như tăng nguyên tố, thuật mắt ưng, thuật thị huyết, thuật nhanh nhẹn được tung ra. Tô Dương cũng thừa nhận khả năng thực thi mệnh lệnh của một linh thú công hội cấp A thật không tệ, dù bị tấn công bất ngờ, nhưng ngay lập tức, họ đã sẵn sàng phản công, khiến ta không kịp né tránh. Vì đây đều là những chiêu thức mạnh mẽ nên Tô Dương cũng tập trung vào phòng thủ, anh đưa cái cánh lên trước che chắn đoàn tấn công. Lôi Sơn và Triệu Minh đã đồng loạt tung ra những đòn đánh tàn phá nhất, kết hợp tất cả những kỹ năng mạnh nhất của họ như để tạo ra một đòn tấn công tập trung vào Hắc Long. Đoàn công kích này đã tạo ra một vụ nổ khủng bố bao phủ lấy chiến trường, Lôi Sơn vẫn đầy lo lắng ra lệnh mau chuẩn bị đoàn tấn công tiếp theo, ít nhất phải làm nó mất 5% máu. Nhưng khi bụi mù tan đi, Lôi Sơn vô cùng bất ngờ khi phát hiện đoàn tấn công vừa rồi hầu như không làm chảy xước Hắc Long, chỉ gây ra 10.000 sát thương, thậm chí nó còn chưa đạt 1%, Tô Dương cũng nhận định đám người này không thể phá được lớp phòng ngự của mình. Triệu Minh lên tiếng, "Đội trưởng, tỷ lệ giảm sát thương của con rồng này quá mạnh và bọn họ không thể gây ra sát thương với nó." Những người khác đang nghĩ đến việc rút lui, nhưng lôi sơn thúc giục linh thú công hội của mình kiên trì bởi vì máu của con rồng chưa giảm xuống 75%, nó sẽ không thể giải phóng kỹ năng của mình nữa vì vậy họ vẫn còn cơ hội để đánh lạc hướng nó và lấy được cổ vật lúc này tô dương đang trở nên mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của đám người này họ chỉ giống như một đàn muỗi, những đoàn tấn công của họ thậm chí không thể gây thương tổn cho hắn nữa nhưng anh không thể tiếp tục trừ chuộng họ lâu hơn nữa và vì vậy anh quyết định kết thúc sự kháng cự của họ bằng một tiếng gầm giống khủng khiếp ngay cả mặt đất mà anh đang đứng cũng bị sụp đổ trong khi các thành viên của linh thú công hội nhận chọn đoàn tấn công tàn phá này tất cả những người chơi đều bị thương hoặc tử trận nằm trên mặt đất chỉ có hắc long vẫn đứng hiên ngang dường như để chứng tỏ ngay cả một linh thú công hội cấp a cũng không phải đối thủ của anh sau tiếng gầm rồng khủng khiếp của hắc long lôi sơn vẫn đang gắng gượng để giữ tỉnh táo hắn bàng hoàng trước việc con rồng bất ngờ sử dụng kỹ năng mạnh mẽ như vậy trong hướng dẫn có nói sau khi sử dụng kỹ năng boss sẽ đông cứng sau lại tiếp tục ra chiều mặc dù bị thất bại tinh thần của lôi sơn không hề suy giảm hắn thúc giục các thành viên của linh thú công hội tập hợp lại và thực hiện một đoàn tấn công khác bám víu vào niềm tin rằng hắc long sẽ bị yếu đi trong vài giây sau khi sử dụng tiếng gầm của mình nhưng khi hắn quan sát chiến trường trái tim lôi sơn trùng xuống khi các thành viên của linh thú công hội đã bất tỉnh nằm la liệt trên mặt đất ngay cả những chiến sĩ mạnh nhất của linh thú công hội cũng đã bị sức mạnh của hắc long áp đảo nhưng điều thực sự làm cho tinh thần hắn sụp đổ là con rồng mà hắn nghĩ bị tê liệt thực sự không hề như vậy trái ngược với thông tin trong hướng dẫn con rồng đang di chuyển sẵn sàng tấn công một lần nữa hắc long phun ra hắc diễm thổ tức một kỹ năng thậm chí còn hủy diệt hơn những gì họ đã phải đối mặt đoàn tấn công phá hủy những gì còn lại trên chiến trường sức mạnh và cường độ của kỹ năng vượt xa mọi thứ họ dự đoán hoặc có thể chịu đựng khi này lôi sơn không thể làm gì ngoài việc nguyên rủa con rồng chết tiệt này và hứa sẽ trả thù gấp 100 lần trước khi tan biến một giao diện hệ thống xuất hiện bởi vì những kẻ xâm nhập đã bị tiêu diệt hoàn toàn việc phân phối kinh nghiệm sẽ bắt đầu lượng xp cực kỳ khủng bố ập đến nhưng điều này là điều dễ hiểu bởi vì hắn vừa tiêu diệt một linh thú công hội gồm những người chơi cấp cao từ cấp 80 đến 99. Anh cảm thấy mình đang tăng cấp liên tục và thanh kinh nghiệm dường như sắp nổ tung. Tổng kinh nghiệm mà anh đạt được là 99 vạn. Anh tăng từ cấp 1 đến cấp 20 và đạt đến cấp độ giới hạn của giai đoạn 1. Vì kinh nghiệm qua nhiều nên tổn hao 40%, mức dự trữ kinh nghiệm còn lại của anh giờ là 430.000, vẫn là một con số đáng kể và hệ thống đề nghị anh nhanh chóng chuyển chức. Điều này có nghĩa là cấp độ của anh có thể tiếp tục tăng vọt sau khi chuyển chức thậm chí có thể đạt đến cấp độ 40 ở giai đoạn thứ hai. Điều này vừa đáng sợ vừa phấn khích đối với anh. Hơn nữa, anh có 200 điểm thuộc tính chưa phân bổ, vì vậy anh đang nghĩ đến việc trở lại hình dạng ban đầu của mình càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, Tô Dương nhận thấy chiến trường đầy những ánh sáng lung linh, một dấu hiệu rõ ràng của việc rớt đồ từ những người chơi cấp cao mà hắn vừa đánh bại. Phân khích trước viễn cảnh có được những món đồ hiếm, hắn háo hức thu thập chúng, kỳ vọng nhiều nhất là những món đồ cấp vàng. Tuy nhiên, đến bất ngờ ập đến, trong số chiến lợi phẩm có những món đồ có độ hiếm cao hơn ba phụ kiện cấp kim cương là cung dài dây chuyền và giày lưu vân cùng với một cây trượng bạch kim và một thanh hỏa diệm đại kiếm những phát hiện này vượt quá mong đợi của hắn đặc biệt là cung dài mà hắn nhận ra là của triệu minh phó hội trưởng của linh thú công hội tô dương cảm thấy thích thú khi nghĩ về phản ứng của triệu minh khi mất đi một món đồ quý giá như vậy mặc dù là một chiến sĩ và không thể sử dụng một số trang bị anh biết giá trị của chúng trên thị trường chợ đen có thể mang lại cho anh một khoản lợi nhuận đáng kể ngoài vũ khí và giáp Tô Dương phát hiện ra một loạt các lọ thuốc và cuộn kỹ năng cao cấp có khả năng tăng cường khả năng của mình. Nhưng điều khiến hắn phấn khích hơn cả là trong số những kho báu này có một bảo thạch vô giới, một món đồ đặc biệt có thể loại bỏ giới hạn cấp độ khỏi trang bị. Viên đá này đặc biệt hấp dẫn đối với Tô Dương, vì nó sẽ cho phép hắn sử dụng những trang bị như Hỏa Diệm Đại Kiếm Bạch Kim, thường yêu cầu người dùng phải đạt cấp độ 79. Vũ khí này không chỉ phù hợp hoàn hảo với lớp chiến sĩ của anh mà còn sở hữu những thuộc tính đáng kinh ngạc, bao gồm một phép thuật tăng cường 40% sát thương lửa cho các đoàn tấn công và khả năng triệu hồi một người khổng lồ lửa, mặc dù có thời gian hồi chưa là một ngày. Khi này hệ thống thông báo thời gian kết nhiệm sẽ kết thúc sau 5 phút và anh có thể quay về, xác nhận ấn đồng ý, anh không ngần ngại quay lại ngay lập tức. Sau khi ấn đồng ý, một ánh sáng bao trùm hình dạng rồng của Tô Dương và trong khoảnh khắc tiếp theo, anh thấy mình trở lại hình dạng con người. Anh có chút bất ngờ khi mình đã xuất hiện tại nhà, anh còn tưởng mình sẽ trở lại quảng trường. Không ngờ hệ thống này lại linh hoạt như vậy. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng, điều quan trọng nhất là anh giờ đã đạt cấp độ 20, và những gì đã xảy ra không phải là một giấc mơ. Tô Dương lập tức phân bổ điểm của mình, đặt 100 điểm vào sức mạnh và 50 điểm vào tốc độ và tinh thần. Mặc dù chiến sĩ thường không bổ sung điểm vào tinh thần, nhưng với lợi thế mà anh có được từ hệ thống, hắn không thể chỉ tuân theo con đường thông thường, và anh đã có được những cuộn giấy yêu cầu tối thiểu để sử dụng là phải có điểm tinh thần. Ngay khi hắn xác nhận việc phân bổ điểm, một luồng sức mạnh khí thế áp đảo bùng phát từ anh. Cứ như thế thể chất của anh đã được siêu tăng cường, giải phóng một làn sóng sức mạnh vang vọng khắp căn phòng. Sự tăng sức mạnh đột ngột này mạnh mẽ đến mức nó đã tạo ra một sóng xung kích xuyên qua những vật dụng của anh, để lại một dấu vết hỗn loạn. Trải nghiệm này như một lời nhắc nhở rõ ràng về sức mạnh thô bạo mà anh đã nắm giữ, khiến anh tự nhủ không nên lạm dụng nó trong tương lai. Giờ đây mọi việc đã được giải quyết, điều tiếp theo anh cần làm là đến đền thờ để chuyển nghề. Nhưng khi Tô Dương nhìn vào đồng hồ, anh nhận ra rằng đã quá muộn để làm điều đó vào hôm nay. Vì vậy, có vẻ như anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghỉ ngơi vào lúc này và chỉ đến đền thờ vào ngày mai để nhận nhiệm vụ chuyển chức. Điều này thực sự khiến hắn phân khích, trở lại trụ sở của Linh thú công hội, sự trở lại đột ngột của lãnh đạo của họ đã gây ra một cú sốc cho các thành viên. Họ hiểu rằng sự trở lại sớm của bọn họ báo hiệu một trong hai điều, hoặc là họ đã nhanh chóng đánh bại con rồng hoặc là họ đã phải đối mặt với một thất bại thảm hại. Điều đó trở nên rõ ràng khi họ quan sát tình trạng suy yếu của anh ta, nhận thấy sự giảm cấp độ của hắn từ 99 xuống 90, một cảnh tượng mà họ chưa từng chứng kiến trước đây. Một công hội luôn tự hào về sức mạnh bất khả chiến bại của mình, được củng cố bởi những chiến lược của họ và có cả hướng dẫn của thiên cơ các vì vậy không có khả năng nào họ có thể bị đánh bại nhưng điều này chỉ khiến hội trưởng tức giận hơn và hắn ra lệnh cho họ không bao giờ nhắc đến cái thiên cơ các gian xảo đó trước mặt hắn nữa và toàn bộ những người tham gia công lực đều bị ảnh hưởng đặc biệt là phó hội trưởng triệu minh anh ta không chỉ bị giảm cấp độ xuống 86 mà còn mất đi vũ khí cấp kim cương của mình điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của hắn tiền nguyên thì đang nổi giận vì hắn không chỉ mất đi đôi giày mà còn mất đi cơ hội có một cô bạn gái elf lôi sơn tức giận gầm lên đường đường là công hội cấp S lại đi bán hướng dẫn giả. Nếu bọn họ không đánh được phó bản Hắc Long này cho hắn thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ngày hôm sau, viện mồ côi cổ kính bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ, tiếng cười giòn tan và tiếng la hét của lũ trẻ tung tăng nô đùa như một bản nhạc vui tươi. Ngày hôm nay, sự náo nhiệt ấy như bị nhấn chìm bởi một sự kiện bất ngờ. Hàng núi hộp và gói hàng xếp chồng chất được giao đến nhà trẻ, địa chỉ ghi rõ ràng khiến ai cũng kinh ngạc. Người đàn ông già phụ trách với những nếp nhăn in hẳn theo thời gian, không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là một sai lầm nào đó? Chẳng lẽ những món hàng này lại được gửi nhầm cho nhà trẻ? Như nhân viên giao hàng khẳng định họ đã đến đúng địa chỉ, người gửi là một chàng trai trẻ tên Tô Dương, cái tên ấy như một tiếng sét đánh ngang tai. Bởi ông biết Tô Dương là một đứa trẻ nghèo khổ, không đủ tiền để mua một thứ gì đó, huống hồ là một núi hàng hóa như thế này. Nhưng khi đang suy nghĩ, sự chú ý của ông đột nhiên bị thu hút bởi một vấn đề cấp bách hơn. Ông thấy một cô bé chơi gần một chồng thùng gỗ, đúng như ông lo sợ, những thùng gỗ này bị đổ. Và cô bé sắp bị nghiền nát, nhưng may mắn, ngay khi những thùng gỗ bắt đầu rơi, một bóng người lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, một cánh tay giơ ra, bắt lấy và ổn định những thùng gỗ, ngăn chúng rơi xuống đè lên cô bé, người này không ai khác chính là Tô Dương. Anh đã đến kịp lúc để cứu nguy và có vẻ như anh rất được lòng những đứa trẻ trong nhà trẻ, vì chúng lập tức chạy về phía anh ngay khi nhận ra. Nhìn thấy chúng vui vẻ như vậy khiến Tô Dương cảm thấy nhẹ lòng, lúc này, người đàn ông già cũng rất vui mừng khi gặp Tô Dương, thấy Tô Dương mạnh mẽ như vậy. Ông đoán là Tô Dương đã nhận được chức nghiệp Tô Dương mỉm cười gượng gạo đáp, anh vừa mới thức tỉnh hôm qua và cũng kiếm được một ít tiền, cơ bản bây giờ tiền với anh chỉ là con số. Sau khi bán những chiến lợi phẩm anh tiếm được không ít, khi này ông già nói với thái độ lo lắng, hỏi anh vừa mới tham gia công hội đánh phụ bản phải không? Ông khuyên anh phải cẩn thận vì ma vật trong phụ bản rất đáng sợ. Khi này, Tô Dương cũng cảm thấy đang sợ thật mà là mình thật đáng sợ. Ông ta lại tiếp tục lo lắng, một người sau khi thức tỉnh nếu không cẩn thận có thể mất hết cấp. Tô Dương cảm thấy xúc động bởi sự quan tâm và lo lắng của ông. Lớn lên trong cô nhi viện, anh cảm thấy may mắn khi có người quan tâm đến mình như một thành viên gia đình. Tô Dương trấn an ông rằng ông không cần phải sợ hãi, vì lũ quái vật khá ngoan ngoãn với anh và chúng không thể làm hại anh. Anh thậm chí còn đang trên đường đến thần điện để thay đổi chức nghiệp, thấy anh ấy mạnh mẽ và điều này mang lại một cảm giác nhẹ nhõm nhất thời cho người đàn ông. Nhưng khi Tô Dương đi khỏi, ông quản lý vẫn suy nghĩ về những lời của anh, đặc biệt là khi anh mới thức tỉnh sức mạnh của mình vào ngày hôm trước, khiến ông quản lý bối rối, ngay sau khi rời khỏi nhà trẻ, Tô Dương đến thẳng sảnh chuyển chức. Khi đến nơi, anh lập tức nghe được những lời bàn luận lan truyền xung quanh, chủ đề nóng nhất trong ngày là tin tức gây sốc về việc linh thú công hội bị tiêu diệt hoàn toàn. Sự kiện thảm khốc này có nguồn gốc từ một chi nhánh của Thiên Cơ Các, cụ thể là một lỗi trong hướng dẫn mà họ đã cung cấp. Linh thú công hội đang đòi bồi thường cho sự sai lầm này, linh thú công hội đã đối đầu với Thiên Cơ Các. Không ngờ một công hội hàng đầu như Thiên Cơ Các lại làm ra chuyện đó. Khi này, Tô Dương Hòa và đám đông tiếp thu những lời bàn tán. Anh đã thu thập được những thông tin có giá trị thiên cơ các không chỉ là một công hội bình thường đó là một tổ chức cấp cao với rất nhiều đại lão ngũ truyền ý nghĩa của điều này rất rõ ràng nếu thực sự có những sai sót trong chiến lược đột kích của họ thiên cơ các sẽ sớm có hành động để khắc phục sai lầm của mình có khả năng họ trực tiếp đến và sẽ là đối thủ tiếp theo của tô dương nhưng điều này chỉ khiến anh mỉm cười việc đối đầu với các thành viên của thiên cơ các không hề làm anh sợ hãi thay vào đó nó khơi gợi sự phấn khích về tiềm năng thu được những trang bị chất lượng cao từ họ dòng suy nghĩ của anh lại bị gián đoạn một lần nữa bởi một kẻ phiền phức người không biết giữ mồm giữ miệng vương phi và đám tay chân vô dụng của hắn với sự kiêu ngạo thường thấy vương phi chất vấn tô dương tại sao mày vẫn cứ xuất hiện ở thần điện này nghề nghiệp của mày chẳng là gì ngoài rác rưởi trước khi tô dương kịp phản ứng vương phi lại mỉa mai ta hiểu rồi nhất định là không có công hội nào muốn nhận ngươi nên ngươi phải đến đây mỗi ngày để thử vận may nhưng sự chọc gạo chưa kết thúc vương phi đã đứng trước mặt anh và nói đây là thời điểm lý tưởng để tiếp tục những gì họ chưa kịp làm vào ngày hôm trước tô dương chỉ cảm thấy tên này như con ruồi và có lẽ anh nên ra tay dạy hắn một bài học. Hắn đã gia nhập công hội và điểm thuộc tính đã tăng cao. Vương Phi muốn trình diễn những khả năng mới của mình và dạy cho Tô Dương một bài học vì đã dám xúc phạm mình, nhưng thật không may cho Vương Phi trước khi hắn kịp sử dụng kỹ năng của mình. Tô Dương đã hành động trước, anh tung một cú đấm, khiến Vương Phi không kịp trở tay, cú đấm này làm giảm HP của Vương Phi xuống còn 5%. Gần như giết chết hắn, trong sự lo sợ của đám đàn em Vương Phi, Tô Dương nói mình chỉ đánh hộ con rùi trên mặt hắn. Và trên mắt của mấy người cũng có rùi, đám đàn em của vương phi sợ hãi khua tay nói mình không cần hoàn toàn không muốn nhận lời đề nghị ấy vì vậy họ đã nhanh chóng vác vương phi bỏ chạy trong khi họ biến mất trong tầm mắt của tô dương anh nghe thấy tiếng vỗ tay phía sau lưng mình anh quay lại và thấy một người phụ nữ mặc đồ đen phong cách giống như một nữ tu nhưng đầy khiêu gợi trong chiếc váy để lộ cặp đùi trắng nõn cô là hướng dẫn viên của thần điện cô khen ngợi sức mạnh của anh thật tuyệt và cô có thể giúp gì cho anh anh bày tỏ mong muốn chuyển chức người hướng dẫn tận tình đưa tô dương đi bắt đầu quá trình chuyển chức trong quá trình đi Người hướng dẫn nhận thấy ngoại hình của Tô Dương trông như là học sinh mới chuyển chức, tuy nhiên, tốc độ và sức mạnh mà anh đã thể hiện trước đó trái ngược hoàn toàn, cho thấy anh là một cường giả cấp 20, cô nghĩ rằng anh có thể là thế hệ thứ hai của một gia đình nổi tiếng, nhưng cô chưa bao giờ nghe nói về một tài năng trẻ như vậy trước đây, sự tò mò của cô được gạt sang một bên khi họ đến nơi, trước mặt họ là bức tượng thần chuyển chức, một bức tượng hoành tráng được tạc bằng đá cẩm thạch, lớn hơn họ rất nhiều, bức tượng này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó có khả năng phát hiện nghề nghiệp và cấp độ của một người và ban cho họ một nhiệm vụ chuyển chức dựa trên những tiêu chí đó, hoàn thành thành công nhiệm vụ này là chìa khóa để thực hiện chuyển chức, một bước ngoặt quan trọng cho bất kỳ thợ săn nào muốn nâng cao kỹ năng và thân phận của mình. Nói về nhiệm vụ chuyển chức, chúng được phân loại thành 4 cấp độ. Trước khi Tô Dương bắt đầu, người hướng dẫn đưa ra lời khuyên, gợi ý anh nên thử một nhiệm vụ 3 sao. Lời khuyên này khiến Tô Dương tò mò, anh hỏi tại sao không nhắm vào một nhiệm vụ 4 sao. Người hướng dẫn giải thích rằng nhiệm vụ 4 sao khó khăn hơn rất nhiều, mặc dù có vẻ hơi thất lễ nhưng cô chỉ ra rằng nghề nghiệp hiện tại của tô dương là chiến binh tương đối yếu đặc biệt là khi những nhiệm vụ này yêu cầu hoàn thành một mình cô nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chuyển chức không chỉ là những thách thức bình thường mà là những lời cam kết suốt đời chọn một nhiệm vụ bốn sao đi kèm với nguy hiểm không thể chuyển chức suốt đời nếu anh thất bại hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ tô dương quyết định tiến hành anh giơ tay về phía bức tượng để phát hiện nhiệm vụ của mình một tia xét chiếu sáng căn phòng dấu hiệu cho thấy bức tượng đang đánh giá sự phù hợp của anh khi bức tượng xác nhận anh đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết nhiều nhiệm vụ chuyển chức xuất hiện trước mặt anh mỗi nhiệm vụ đều có những thách thức và phần thưởng riêng nhiệm vụ chuyển chức một sao khá đơn giản yêu cầu anh đánh bại 10 con quái heo rừng thường cấp 20 thành công sẽ cho phép anh lựa chọn giữa trở thành chiến binh tấn công hoặc chiến binh phòng thủ nhiệm vụ 2 sao độ khó tăng nhẹ giữ nguyên mục tiêu nhưng thêm phần thưởng là một cuốn sách kỹ năng chiến binh cấp một hạng phổ thông nhiệm vụ 3 sao cũng hứa hẹn một cuốn sách kỹ năng chiến binh cấp một hạng thượng phẩm nhiệm vụ 4 sao nâng mức độ thử thách lên một tầm cao mới yêu cầu anh tiêu diệt 50 con dạ cầu thường cấp 20 và 3 con thị huyết dạ cầu cấp 20 tinh anh. Phần thưởng công thêm có thể trở thành chiến sĩ huyết nộ và một quyền kỹ năng chiến sĩ cấp tinh anh. Điều đặc biệt, anh còn có nhiệm vụ chuyển chức 5 sao, địa điểm là lãnh nguyệt tùng. Nhiệm vụ này yêu cầu tiêu diệt 10 con ma lang thường cấp 20, 10 con bảo lang tinh anh cấp 20 và một con cấp 20, boss lang vương. Phần thưởng cho nhiệm vụ này là khai mở chức nghiệp đặc biệt, ma chiến sĩ, thêm 100 điểm độc quyền cho thuộc tính tinh thần và cấp sử thi, nhất chuyển kỹ năng đặc biệt của ma chiến sĩ lưu ý rằng nhiệm vụ chuyển chức không thể tổ đội và không thể sử dụng trang bị đạo cụ và vật phẩm được giao dịch thông qua nhiệm vụ này bạn sẽ được hưởng một phần đặc biệt của thần điện chúc bạn thành công vấn đề này khiến anh ta choáng váng đặc biệt là khi ban đầu anh được thông báo rằng chỉ có nhiệm vụ có 4 cấp độ vì vậy anh ta nhanh chóng quay lại hỏi người hướng dẫn về vấn đề này cô gái ngay lập tức xin lỗi vì sự sơ xuất giải thích rằng độ khó cực cao của nhiệm vụ năm sao là lý do tại sao nó không được đề cập nó qua khó khăn đến nỗi không một ai ở hoa quốc chấp nhận nhiệm vụ này trong nhiều năm hơn nữa với sự xuất hiện của kỳ nguyên chuyển chức sức mạnh của giới hạn trên của mỗi quốc gia được xác định bởi những người chuyển chức vì vậy thay vì để những chuyển chức giả tiềm năng bị mắc kẹt ở cấp 20 mãi mãi do lựa chọn sai lầm cả quốc gia và thần điện đều khuyên không nên thử nghiệm nhiệm vụ năm sao với hy vọng bồi dưỡng thêm nhiều chuyển chức giả cấp cao hơn tô dương nắm bắt được lý do đằng sau lời khuyên này nhiệm vụ năm sao là một thử thách cực kỳ khó khăn nó yêu cầu anh ta đánh bại một con quái vật cấp độ boss mà không có sự trợ giúp nào hoặc sử dụng thiết bị nhận được từ quà tặng hoặc giao dịch và đối mặt với nguy cơ mãi mãi cấp 20, những yêu cầu đầy thử thách như vậy giải thích tại sao nhiều người chọn tránh con đường này, nhưng sức hấp dẫn của việc đạt được 100 điểm thuộc tính tinh thần và cơ hội chuyển chức thành một ma chiến sĩ đã thu hút sự quan tâm của Tô Dương, chưa kể đến những đặc quyền bí ẩn của thần điện. Những yếu tố này đã củng cố quyết định của anh ta theo đuổi con đường đầy gian khổ này, trong khi đó, nữ tu đã cố hết sức để thuyết phục Tô Dương nhận nhiệm vụ ba sao. Không may cho cô, anh ta đã quyết tâm và Tô Dương chỉ cảm ơn cô vì lời khuyên. Điều này khiến cô vui mừng nhưng trước khi cô có thể kết thúc phản hồi của mình, hệ thống đã vang lên, xác nhận sự chấp nhận của Tô Dương đối với thử thách năm sao và phải hoàn thành trong vòng 72 giờ, trong khi ánh sáng bao phủ thân thể Tô Dương, thì cô gái đã rơi vào tình trạng bị sốc, lời khuyên của cô bị lu mờ bởi sự táo bạo của anh ấy, và tất cả những gì cô ấy có thể làm bây giờ là hỏi tại sao anh ấy lại làm một việc như vậy. Tô Dương chỉ tự tin trả lời, anh ấy cảm thấy rằng nhiệm vụ năm sao phù hợp hơn với mình, tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ là cái quái gì thế? nhưng trước khi cô ấy có thể nói thêm bất cứ điều gì tô dương đảm bảo với cô ấy rằng cô ấy không cần phải lo lắng về việc anh ấy thất bại bởi vì anh ấy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và họ nên chuẩn bị những đặc quyền của thần điện vì anh ấy rất tò mò nó là cái gì sau đó anh ấy đi khỏi điện chuyển chức sau một chút ngơ ngác cô gái lại rơi vào tình trạng hoảng loạn lại có người dám chọn nhiệm vụ năm sao và phải nhanh chóng báo cho tư tế đại nhân khi đến trung tâm dịch chuyển tô dương bắt gặp một cảnh tượng bất thường một đám đông chuyển chức giả tụ tập do một sự biến động năng lượng bất ngờ làm gián đoạn hoạt động của cổng dịch chuyển sự trì hoãn này đã khiến mọi người bất ngờ bao gồm cả tô dương tuy nhiên không giống như nhiều người khác tô dương không mấy bận tâm bởi sự trì hoãn này anh không vội vã bắt đầu hành trình đến rừng lãnh nguyệt anh đang suy nghĩ mình sẽ đi nơi nào trước tuy nhiên những người khác không được thoải mái như vậy một cô gái tên từ nhan là thành viên của công hội vũ vũ cấp b cô phàn nàn hệ thống dịch chuyển ở thành phố nhỏ này quá kém cô bảo em mình đi sát theo cô đừng để bị lạc tình cờ cô gái này lại là bạn học với tô dương tên cô tuyết thiến tuyết thiến hiểu sự lo lắng này nhưng sự chú ý của cô va phải một bóng dáng quen thuộc trong đám đông đó là tô dương và anh đang bình tĩnh xếp hàng chờ cổng dịch chuyển có vẻ cô gái rất thích tô dương việc bất ngờ gặp anh khiến má cô ửng hồng khoảnh khắc này không thể thoát khỏi sự chú ý của từ nhan cô hỏi hai người quen nhau sau điều này khiến tuyết thiến bối rối nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để giảm nhẹ phản ứng của mình bằng cách giải thích rằng tô dương chỉ là một người bạn cùng lớp đã thức tỉnh vào ngày hôm qua từ Nhan thấy điều này thật kỳ lạ bởi vì Tô Dương hiện đang xếp hàng chờ một cổng dẫn đến rừng Lãnh Nguyệt khét tiếng nguy hiểm, một điểm đến không phù hợp với những người mới, vì ở đó toàn là quái cấp 20. Lo ngại rằng Tô Dương không biết về những nguy hiểm bên trong, Tuyết Thiến cảm thấy cần phải cảnh báo anh ta không nên tiến vào mà không chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, trước khi cô có thể hành động, thì hoạt động của cổng dịch chuyển bất ngờ được nối lại và Tô Dương nhanh chóng được đưa đến điểm đến của mình, để lại Tuyết Thiến trong trạng thái sốc và lo lắng cho sự an toàn của anh tô dương bước vào rừng lãnh nguyệt với sự tự tin và nhanh chóng nhận thấy hiện tại anh chỉ ở đó một mình anh nghĩ những người khác đã tản ra để tìm quái đột ngột lúc này có một con quái vật tấn công tô dương từ phía sau nhưng tô dương đã nhanh nhẹn né tránh khi nhìn kỹ con quái vật anh nhận ra nó là một mục tiêu trong nhiệm vụ của mình anh không ngờ sẽ xuất hiện sớm như vậy việc đối phó với loại quái vật này rất khó khăn nếu chỉ dựa vào bản thân mà không sử dụng đạo cụ và trang bị mua từ sàn giao dịch con quái vật hung dữ và nhanh chóng lao đến gần không may cho nó vì đã gặp phải tô dương vì những trang bị anh có không phải đi mua mà là nhặt được. Anh rút thanh cự kiếm hỏa diễm và chém xuống một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng nướng chín nó ngay sau khi kỹ năng được kích hoạt. Nhờ có viên đá không giới mà anh có thể sử dụng được trang bị vượt cấp này. Hôm qua, vì để sử dụng sức mạnh tối đa của thanh kiếm này Tô Dương đã phải bỏ ra một số tiền lớn để nâng cấp nó. Bởi vì nó liên tục thất bại, khiến khối tài sản của anh từ 100 triệu giảm xuống còn 60 triệu. Tuy nhiên, với việc được sử dụng thanh kiếm này thì nó cũng không phải là hao tổn vô ích. Đồng thời, anh vẫn còn cây cung dài của Triệu Minh. Nếu anh bán được nó, anh sẽ kiếm lại được số tiền đã mất. Có lẽ chính Triệu Minh sẽ mua lại nó, nghĩ về điều đó anh cảm thấy thật buồn cười. Những lo ngại về tài chính phải được gác lại vào lúc này, bởi vì Tô Dương lại bị tấn công bởi quái vật một lần nữa. Lần này anh không cần phải né tránh, nhờ một cuộn giấy cấp bạc trong túi của mình. Cuộn giấy này kích hoạt một lớp chắn xung quanh anh, có khả năng hấp thụ tối đa 50.000 điểm sát thương. Những con quái vật cấp thấp có chỉ số IQ thấp, nên chúng tiếp tục tấn công lớp chắn một cách vô ích. Tô Dương lại vung thanh kiếm, tạo ra một cơn lốc lửa quét qua lũ quái vật. Đoàn tấn công mạnh mẽ này giúp anh tiêu diệt 15 con sói chỉ bằng một lần. Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh yêu cầu anh phải đánh bại 100 con sói, và anh nhận ra rằng săn lùng chúng một cách riêng lẻ sẽ là một nhiệm vụ tốn thời gian và phiền phức. Để đẩy nhanh quá trình, Tô Dương rút một viên đá thu hút quái vật từ túi đồ của mình. Vật phẩm độc đáo này thường rơi ra từ những con boss cấp thấp, có khả năng thu hút cả quái vật bình thường và quái vật tinh anh về phía anh. Tô Dương kích hoạt viên đá bằng cách ném nó lên trời nơi nó vỡ ra và giải phóng phép thuật của nó gần như ngay lập tức sức mạnh của viên đá được thể hiện khi lũ sói từ mọi hướng ảo đến bao quanh tô dương tô dương không có chỗ để chạy trốn nhưng lùi bước không bao giờ là một lựa chọn mà anh ấy cân nhắc anh ấy quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của mình một cách dứt khoát để đạt được điều này anh ấy đã uống một lọ thuốc tinh thần trung cấp tăng cường điểm tinh thần của mình đáng kể và mở ra một cuộn giấy kỹ năng đặc biệt hỏa diễm tế lễ cuộn giấy này cho phép anh ấy tung ra một cuộc tấn công lửa diện rộng tàn phá bao phủ xung quanh anh một cột lửa có thể thiêu rụi bất kỳ con quái vật nào dám đến gần. Hành động này giúp anh ấy đáp ứng yêu cầu giết 100 con sói, nhưng có vẻ như viên đá thu hút quái vật rất hiệu quả, bởi vì nó đã thu hút tất cả quái vật trong rừng. Anh ấy không hề lo lắng vì anh ấy có vô số cuộn giấy trong tay, vì vậy anh ấy có thể dễ dàng hóa vàng số lượng lớn quái vật này. Trong khi đó, ở một khu vực hẻo lánh của rừng Lãnh Nguyệt, một nhóm thợ săn bối rối đi lang thang, hoang mang bởi sự im lặng kỳ lạ thay thế cho tiếng gầm rú của quái vật. Bọn họ ca thán rằng đã đi hơn 2 km mà không gặp một con quái vật nào. Một thợ săn nhớ lại việc nhìn thấy một con quái vật, thay vì tấn công, nó lại chạy trốn theo hướng ngược lại và nó là một cảm giác vô cùng khó chịu. Kết hợp những hành vi kỳ lạ này, thợ săn giàu kinh nghiệm nhất trong nhóm suy luận rằng một viên đá thu hút quái vật phải đang hoạt động, thu hút tất cả quái vật đến một điểm duy nhất. Hắn hỏi không biết kẻ nào lại làm ra hành động ngu ngốc đến như vậy, lại muốn trở thành thức ăn cho quái vật. Và đây là một chiến thuật ích kỷ bởi vì nó lãng phí cơ hội của những thợ săn khác. Vì điều này, nhóm quyết tâm tìm kẻ này và dạy cho hắn một bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên. Nhưng đi được mấy bước thì suy nghĩ đó của bọn họ bị thoải bay khi một sức mạnh to lớn bất ngờ xuất hiện từ nơi họ đang hướng đến. Vụ nổ mạnh đến mức nó đã chạm đến bầu trời phía trên và lan sóng xung kích của nó cũng lan tỏa, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ba người khuôn mặt tái nhợt nguyền rủa, con mẹ nó. Sự dao động năng lượng phép thuật ở cấp độ này có thể là từ một pháp sư tam chuyển, một cường giả như thế sao lại đến khu cấp thấp này tìm nguyên liệu? Cái chỗ này sắp bị hắn phá hết rồi đối đầu với người này là một lựa chọn không khôn ngoan, họ quyết định bỏ cuộc và làm việc gì đó khác. Như đưa mẹ bạn gái đi bơi, đưa em vợ đi đẻ, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình vào lần sau. Trong khi đó, trở lại hiện trường hoang tàn nơi Tô Dương đứng, cảnh tượng khác hẳn so với vài phút trước. Số lượng lớn quái vật đã bao quanh anh ấy giờ đã biến mất, ngay cả xác của bọn chúng cũng bị thiêu rụi. Mức độ tàn phá này đánh dấu việc hoàn thành 2 phần 3 nhiệm vụ chuyển chức năm sao đầy tham vọng của anh, chỉ còn lại con boss thương lang đáng sợ là chứng ngại vật cuối cùng sự phấn khích lóe lên trên khuôn mặt Tô Dương. Mặc dù phải sử dụng nhiều cuộn giấy để đạt được đến điểm này, nhưng nhiệm vụ đã ít khó khăn hơn so với những gì anh ấy nghĩ ban đầu, dựa trên phản ứng của nữ tu tại thần điện. Anh ấy háo hức tiến về phía hang ổ của Boss, hang động rừng lãnh nguyệt, nơi sinh sống của vua sói thương lang. Một thử thách thường được khuyến nghị cho một nhóm từ ba thợ săn trở lên, tất cả đều trên cấp độ 20. Cách đó chỉ vài bước, một nhóm ba người đang nhìn trộm từ góc. Họ đều trên cấp độ 20 và là một nhóm gang dạ. Trong bộ ba đó có Trương Lai, Pháp Sư, Lý Tam, Uông và Triệu Ngũ cùng thủ, mỗi người đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của họ khi đối đầu với boss. Lý Tam đặc biệt tự tin vì anh trai của anh, Trương Lai, đã mua cho anh một lọ thuốc cường hóa sức mạnh sơ cấp, giúp anh trụ được lâu hơn. Tuy nhiên, Triệu Ngũ lại hoài nghi về bản thân, bởi vì anh ấy mới chuyển chức gần đây và chưa thử kỹ năng mới của mình, nên anh ấy thậm chí không biết chúng có mạnh hay không. Trương Lai không quan tâm điều đó, vì trận này anh đã chuẩn bị rất kỹ. Anh chỉ quan tâm đến tinh thạch thu được sau khi đánh bại con boss anh có thể sử dụng nó để rèn huyền trưởng cấp bạc, đủ để anh ấy sử dụng cho đến khi đạt cấp độ 40. Anh ra lệnh cho Lý Tam đỡ đạn và anh sẽ dùng toàn lực công kích, nhưng khi ba người chuẩn bị hành động thì Triệu Ngũ ra hiệu cho anh ấy dừng lại. Khi này, Triệu Ngũ nhận thấy một bóng dáng đáng ngờ đang tiến về phía hang động, tất cả ánh mắt của họ đổ dồn vào bóng dáng bí ẩn đó, và đó không ai khác là Tô Dương. Anh đang tự tin đi về phía hang ổ của boss, khiến nhóm thợ săn hoảng sợ vì sợ anh ta sẽ giành lấy mục tiêu của họ trước. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, Họ nhận ra rằng anh chàng này khá trẻ và đáng chú ý là không có bất kỳ loại áo giáp nào, cho thấy anh ta có thể thiếu kinh nghiệm hoặc lạc đường. Người Lý Tam hỏi liệu họ có nên thông báo cho cậu bé về điều đó hay không, nhưng Trương Lai Ích Kỷ nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này với một vẻ mặt khinh thường, cho rằng đề nghị của anh ta thật ngu ngốc. Trương Lai nhìn thấy đây là một cơ hội để sử dụng tân binh này làm mồi nhử, sau đó bọn họ sẽ xong vào chiếm lấy con boss. Họ cho rằng anh ta thậm chí không thể sống sót. Lý Tam không thể không khâm phục sự khôn ngoan của Trương Lai. Thật không may cho họ, mọi chuyện không diễn ra như họ đã dự đoán. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển, trận động đất bất ngờ này là kết quả của hành động của Tô Dương. Việc tiêu diệt một số lượng lớn sói trong rừng Lãnh Nguyệt đã khơi dậy sự giận dữ của vua sói. Bị kích động bởi sự mất mát, sức mạnh của vua sói tăng lên 30%, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, bộ ba vẫn không biết, không thể hiểu được lý do tại sao boss lại tức giận bởi sự xuất hiện của tân binh. Vì điều này, Trương Lai cho rằng tân binh đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của họ và anh ta sẽ không để điều đó xảy ra, đặc biệt là khi có chiến lợi phẩm bị người khác giành lấy anh ta bước ra khỏi chỗ ẩn náu di chuyển ngay bây giờ trước khi boss biến mất dù nó có bị reset thì chưa chắc đến lượt bọn họ anh yêu cầu ngay khi con boss giết chết thằng nhóc đó thì mọi người cùng xông lên nhưng trước khi anh ta có thể tiến lại gần một cơn gió mạnh bất ngờ thổi vào mặt anh ta anh ta không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến ngay lúc này ngay cả đồng bọn của anh ta cũng có cùng biểu cảm giống như vậy hóa ra tân binh mà họ nghĩ sẽ bị tiêu diệt đã hoàn toàn lật ngược tình thế khi anh ta hạ gục boss chỉ bằng một cú chém gọn gàng, không có phản ứng gì cả, thậm chí không phải là một cuộc chiến. Bây giờ họ nhận ra rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bởi vì cậu bé này thực sự là một con quái vật. Trong khi đó, Tô Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh cảm thấy nhiệm vụ năm sao này chỉ là trò trẻ con. Sau khi hạ gục con trùng, Tô Dương đã lục lọi chiến lợi phẩm với hy vọng lớn lao, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Những vật phẩm rơi ra chỉ ở mức trung bình, kém xa với kỳ vọng. Thứ có giá trị chỉ có lang vương tinh thạch, có thể dùng để lân trang bị bạch kim nhưng đối với anh cũng không mặn mà dù sao tô dương đã hoàn thành nhiệm vụ nên điều đó cũng đáng mừng anh quyết định quay lại trung tâm truyền chức không hề để tâm đến trương lai đang ẩn núp gần đó trương lai đã nghe thấy những lời này hắn thử vận may bằng cách cầu xin tô dương tặng nó cho mình nhưng trương lai không biết rằng tô dương đã nghe thấy mọi lời xúc phạm trước đó và kế hoạch sử dụng tô dương như một mùi nhử nghe điều này trương lai vô cùng sợ hãi té trên mặt đất tô dương không phải là người dễ bị bắt nạt không giết đối phương cũng không thể cho đối phương được lợi. Vì vậy Tô Dương đã nghiền nát lõi tinh thể trước mặt Trương Lai, khẳng định sự thống trị của mình và dạy cho Trương Lai một bài học muốn ăn thì phải tự làm. Trương Lai, mặc dù bị xúc phạm, nhưng lại không dám tức giận, hắn còn mừng vì lúc trước không ra tay với Tô Dương. Đồng thời, nhóm của Trương Lai không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Họ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ vì không ai tin được rằng họ đã gặp một tân binh mạnh mẽ như vậy, có thể giết một con trùng chỉ bằng một nhát kiếm. Một lúc sau, Tô Dương đã thành công trong việc quay lại quảng trường chuyển chức, nơi anh gặp nữ tu lần trước ban đầu cô ấy nghĩ rằng tô dương quay lại để hỏi vấn đề gì đó nhưng tô dương nhanh chóng đính chính bằng cách thông báo rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ năm sao và sẵn sàng chuyển chức cô gái vô tư bảo anh đợi một chút nhưng một giây sau cô rơi vào hoang mang điều này là dễ hiểu bởi vì tô dương đã nhận nhiệm vụ chuyển chức năm sao và hoàn thành nó với tốc độ như vậy là điều chưa từng có sau đó cô gái dùng ánh mắt nghi ngờ bởi vì anh vừa nhận nhiệm vụ chuyển chức sáng nay mới qua mấy tiếng là đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng sau khi kiểm tra thì thấy tô dương đã thật sự hoàn thành nhiệm vụ và không hề bị một chút thương tổn nào điều này khiến cô nhìn nhận tô dương bằng con mắt khác cô cũng tự hỏi liệu tô dương có đang gian lận hay không trong khi cô ấy tiếp tục chăm chú nhìn tô dương tô dương cảm thấy có chút khó chịu tô dương đã đánh thức cô ấy bằng cách hỏi liệu tô dương có thể bắt đầu chuyển chức hay chưa để hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức cô gái dẫn tô dương đến bức tượng một lần nữa cô gái cảm thấy may mắn khi đã kịp báo chuyện này cho tế tử đại nhân một người như tô dương phải thuộc về giáo hội thấy Tô Dương cũng khá đẹp trai, cô dự định tí nữa sẽ xin thông tin liên lạc của anh sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng những suy nghĩ đó tạm thời bị gạt sang một bên khi họ đến bức tượng. Cô yêu cầu anh bước lên trước tượng thần để kiểm tra lại nhiệm vụ của anh. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bùng nổ phía trên và sau đó hàng loạt tia sáng lao xuống, nhanh chóng xuyên qua cơ thể anh, toàn bộ cơ thể tràn ngập năng lượng mạnh mẽ. Cảnh tượng ngoạn mục này báo hiệu rằng anh đã vượt qua bài kiểm tra và giờ đã sẵn sàng trải qua quá trình thay đổi chức nghiệp. Ngay sau đó, một vòng hào quang vàng bắt đầu hiện ra xung quanh cổ tay anh. Đó là hào quang chuyển chức, phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề. Màu sắc và phần thưởng mà nó mang lại khác nhau tùy theo độ khó của nhiệm vụ đã hoàn thành. Bắt đầu từ màu trắng cho nhiệm vụ 1 sao tăng 2%, xanh lá cây cho nhiệm vụ 2 sao tăng 4%, xanh dương cho nhiệm vụ 3 sao tăng 6%, tím cho nhiệm vụ 4 sao tăng 10%. Cuối cùng là cam đại diện cho cấp độ cao nhất, cung cấp phần thưởng đáng kinh ngạc là tăng 25% cho các thuộc tính cơ bản. Đây là điều vượt quá mong đợi của Tô Dương. Anh có thể cảm nhận được sự tăng trưởng đáng kể của bản thân. Ngoài ra, anh còn chuyển sang lớp Ma Chiến Sĩ, là một chức nghiệp đặc biệt của chiến sĩ. Sở trường là kỹ năng vật lý chiến đấu cận chiến cùng với kỹ năng phép thuật đa dạng, nâng cao sức mạnh tổng thể vô cùng to lớn. Chưa dừng lại ở đó, vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, giới hạn cấp độ của anh đã được gỡ bỏ, hiện tại cấp độ tối đa có thể đạt được là 40. Lượng kinh nghiệm dư thừa 400.000 lúc trước được giải trừ và cấp độ của anh nhanh chóng tăng lên cấp 34. Sự tăng trưởng đáng kể này đã cung cấp cho anh 210 điểm thuộc tính, anh nhanh chóng phân bổ để tăng cường sức mạnh và tinh thần của mình lên 90 và tốc độ của anh lên 30. Sự phân bổ thuộc tính này, kết hợp với Hỏa Diệm Đại Kiếm đã khuếch đại đáng kể khả năng của Tô Dương. Sức mạnh của Tô Dương tăng vọt lên hơn 569, tinh thần của anh đạt 339 và tốc độ của anh tăng lên 123, đánh dấu một sự tiến hóa đáng kể từ trạng thái ban đầu của anh. Phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ là cuốn sách kỹ năng Sử Thi, dành riêng cho nghề Ma Chiến Sĩ, chứa một kỹ năng cấp Sử Thi tên là Ma Kiếm kỹ năng này cho phép anh tạo ra một vũ khí từ sức mạnh ma thuật gây sát thương dựa theo thuộc tính và sức mạnh tinh thần đây là một kỹ năng tuyệt vời tô dương không kềm được mà thử nó ngay lập tức anh tạo ra một thanh kiếm từ mana kỹ năng này đã vượt quá mong đợi của anh thanh kiếm được tạo ra có thể được điều khiển bằng suy nghĩ và thậm chí có thể được biến đổi theo ý muốn mà không bị giới hạn bởi hình dạng khả năng thích ứng này làm cho nó trở nên vô giá cho cả chiến đấu cận chiến và tấn công tầm xa điều quan trọng nhất về kỹ năng này là nó có thể được phóng to vô hạn và chỉ bị giới hạn bởi số lượng mana của tô dương tương đương với việc sở hữu một vũ khí gia truyền không thể bị phá hủy đặc biệt là rất tiết kiệm tiền mua vũ khí tô dương đắc ý cảm thấy không hổ là một nhiệm vụ chuyển chức năm sao phần thưởng vượt xa những nhiệm vụ khác tô dương quyết tâm theo đuổi nhiều thử thách năm sao trong những lần chuyển chức tiếp theo nhưng dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi cô gái chúc mừng anh về thành tích của mình từ hôm nay tên của anh sẽ được khắc trên bia tưởng niệm của thần điện và anh sẽ trở thành khách vip của thần điện chuyển chức nói về vip tô dương tiếp tục hỏi về những đặc quyền của mình nữ tu không chắc chắn về chuyện này và đề nghị anh đợi một lúc trong khi cô ấy tìm hiểu vấn đề này ngay lúc này cấp trên của cô gái hướng dẫn đi đến cô nói mình sẽ giải thích vấn đề liên quan vip cô cũng giới thiệu mình là bạch linh và hiện tại là tư tế cấp cao ở thần điện này cô gái hướng dẫn cuối chào và hỏi vì sao cô ấy đích thân đến đây bạch linh trả lời vì thần điện xuất hiện một vị khách quý như vậy đương nhiên cô phải đích thân đến tiếp đón cô cũng cho nữ tu lui xuống Tô Dương cũng không ngờ một người có địa vị như thế lại xuất hiện ở đây. Bị Bạch Linh lịch sự yêu cầu rời đi, nữ tu vội vã cúi chào, nhưng sâu thẳm trong lòng cô ấy đang khóc nức nở vì chưa lấy được thông tin liên lạc của Tô Dương. Bích Linh tiến lại gần Tô Dương, đưa tay ra để bắt tay. Tô Dương bối rối trước cử chỉ của cô và có chút do dự. Khi này, Bích Linh giải thích rằng đó chỉ là một hành động chào hỏi và cô muốn đưa anh đến phòng VIP để thảo luận chi tiết hơn. Tin tưởng vào ý định của cô, Tô Dương nắm lấy tay cô và chứng kiến một vòng tròn ma thuật bao quanh hai người dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển tức thời sắp xảy ra. Trong nháy mắt, họ đã thấy mình ở một khu vực khác của thần điện. Tô Dương kinh ngạc khi nhận ra rằng một tu sĩ thần điện ở một thành phố cấp 3 lại sở hữu những kỹ năng cao cấp như vậy, và chẳng trách khi mọi người nói rằng sức mạnh của thần điện là vượt ngoài sức tưởng tượng. Thấy Tô Dương bất ngờ thì cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Bích Linh nói mình không mạnh như anh nghĩ, chỉ là bên trong thần điện, cô có thể mượn sức mạnh của thần điện và anh mới là người làm cho cô kinh ngạc. Theo ghi chép thì thành phố Đông Linh chưa bao giờ có chuyển chức năm sao, cho dù ở thành phố Thiên Linh thì người chuyển chức năm sao thì cũng đã 10 năm trước, điều này khiến Tô Dương ngạc nhiên vì Thiên Linh là thành phố cấp trên của Đông Linh và trình độ phát triển của nó cao hơn nhiều so với Đông Linh. Nhưng chỉ có một người trong số họ đã có thể hoàn thành một nhiệm vụ năm sao trong 10 năm, có vẻ như giá trị của việc hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức năm sao này cao hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng lúc đầu. Bích Linh bắt đầu liệt kê danh sách lợi ích được trao cho anh bởi thần điện, phù hợp với truyền thống lâu đời của nó. Thứ nhất, Tô Dương sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng hào phóng là 10 triệu đơn vị tiền tệ quốc gia. Thứ hai, anh được cấp một thẻ chứng nhận hắc kim từ Liên minh Nhân, cho phép anh được giảm giá 20% cho tất cả các giao dịch mua và giao dịch. Tô Dương kinh ngạc trước sự hào phóng của thần điện. Không tính tiền trợ cấp hàng tháng thì thẻ hắc kim đã tiết kiệm và mang lại cho anh một số tiền rất lớn. Anh cảm thấy về độ chi tiêu thì thần điện là số một. Đặc biệt là khi những lợi ích này được tích hợp liền mạch với ID của anh, đơn giản hóa việc truy cập của anh vào những đặc quyền mới được cấp. Cô tiếp tục giải thích rằng tình trạng đặc biệt của Tô Dương cũng mang đến cho anh cơ hội gia nhập bất kỳ công hội cấp A nào trong thành phố. Nhưng Tô Dương quen với việc hoạt động độc lập, cũng như việc thăng cấp bất thường của anh vẫn là một điều cần che giấu. Anh hỏi vấn đề này có bắt buộc hay không? Bích Linh trấn an anh rằng đó không phải là yêu cầu bắt buộc. Nhưng cô đề nghị anh cân nhắc vì tài nguyên và sự hỗ trợ tập thể mà một công hội mang lại có thể đẩy nhanh đáng kể sự phát triển và sức mạnh của anh. Năng lực của một cá nhân dù sao cũng bị giới hạn. Hơn nữa, gia nhập một công hội đi kèm với những lợi ích bổ sung như tăng cường kinh nghiệm, nâng cao thánh quang và quan trọng nhất là bảo vệ nhóm, khiến nó trở thành một lựa chọn tốt hơn là hoạt động một mình tô dương hiểu được lập luận này anh cũng biết rằng một người chơi solo có thể dễ dàng trở thành mục tiêu đặc biệt là những người như anh những người đã thu hút sự chú ý mặc dù tự tin vào khả năng của mình chống lại một chuyển chức giả cung cấp nhưng việc đối mặt với một thợ săn ở cấp độ cao hơn có thể tạo ra những thách thức thực sự có một công hội sẽ giúp ngăn chặn điều đó xảy ra tô dương vươn xa hơn giới hạn của thành phố đông linh và việc gia nhập công hội chỉ là bước đầu tiên anh muốn lấy nó làm thời điểm để phát triển sức mạnh một ngày nào đó sẽ trở thành vua thống trị thế giới một viễn cảnh khiến tô dương mỉm cười tô dương quyết định hỏi bích linh về những công hội mà anh ta có thể lựa chọn bích linh tiết lộ rằng hiện tại chỉ có hai công hội cấp a ở thành phố đông linh dựa trên nhiều dữ liệu cô đề nghị công hội linh thú công hội là lựa chọn phù hợp nhất cho anh lời đề nghị này khiến tô dương cảm thấy ngượng ngùng nhất là sau lần chạm trán gần đây với các thành viên của công hội đó anh muốn bích linh giới thiệu cho mình công hội còn lại bích linh nói công hội còn lại là vân u công hội vân u công hội luôn cạnh tranh với linh thú thực lực cũng không tệ nhưng khá khiêm tốn Tô Dương không quan tâm đến thực lực, anh chỉ muốn gia nhập bất kỳ công hội nào khác ngoài linh thú công hội. Anh chọn Vân U mà không cần suy nghĩ, khiến Bích Linh ngạc nhiên và bối rối. Việc chọn công hội này làm cho Bích Linh cảm thấy thú vị, cô mỉm cười và tiến hành các thủ tục gia nhập cho anh. Sau đó Bích Linh thông báo với anh rằng Vân U là một công hội toàn là nữ, điều này khiến Tô Dương hoàn toàn bất ngờ. Trong thành phố nhộn nhịp thiên linh, công hội Vân U là một biệt thự xa hoa, phù hợp với danh tiếng của một công hội cấp A, một cô gái trẻ tuổi đang than thở vì quá nhàm chán. Cô gái này là Lâm U Vũ, một chuyển chức giả cấp 85, là lãnh đạo của công hội cấp B mang tên U Vũ. Phía đối diện có một cô gái, tên Lâm U Vân, là hội trưởng của công hội Vân U, cô là một chuyển chức giả cấp 99. Cô than phiền U Vũ không chịu quản lý công hội của mình mà cứ mãi chạy đến chỗ cô ăn trực uống trực mà còn hay ra rẻ. U Vũ không thể quay trở lại công hội của mình vì cô thấy những trách nhiệm ở đó quá phiền phức. Tuy nhiên, trước khi U Vân có thể phản hồi, một nhân vật quen thuộc đã xuất hiện từ nhan mở cửa một lực mạnh bạo và bảo u vũ có trốn việc thì cũng nên thông báo trước đặc biệt là khi chào đón thành viên mới từ nhan khi này giới thiệu tuyết thiến với mọi người tuyết thiến cô tự giới thiệu mình là một pháp sư hệ băng u vũ thấy khả năng của tuyết thiến khá tốt nhưng tuyết thiến đặc biệt quan tâm đến vẻ ngoài dễ thương của u vũ đột ngột u vân hét lên nhìn u vân đang tập trung vào một số thông tin hiển thị trên cửa sổ hệ thống khiến u vũ tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì u vân nói trong hoang mang rằng một thành viên nam đã bất ngờ gia nhập công hội của họ Gây nên sự xôn xao trong số các thành viên công hội, tất cả đều tò mò về thành viên mới đột ngột này. U Vũ thấy điều này kỳ lạ, xét đến chính sách của công hội là chỉ chấp nhận nữ thành viên. Cô tự hỏi liệu có thể có lỗi từ phía cấp dưới của U Vân. Tuy nhiên, U Vân lại cảm thấy bất lực, tuyên bố rằng thành viên mới được thần điện chỉ định trực tiếp sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm sao và được điện chuyển chức công nhận là VIP, cho phép anh ta gia nhập bất kỳ công hội cấp A nào anh ta lựa chọn. U Vân không có lý do nào để từ chối anh ta. Khi biết người mới hoàn thành nhiệm vụ năm sao thì mọi người vô cùng ngạc nhiên. Họ tò mò vì sao anh ta không chọn gia nhập công hội chuyển chức giả linh thú, U Vân nói cô không biết. Cô đề nghị gác lại những suy đoán này và cô sẽ trực tiếp gặp mặt cái tên Tô Dương đó, cô sẵn sàng đuổi anh ra nếu như anh có những hành động không đúng. Nghe đến Tô Dương, Tuyết Thiến vô cùng ngạc nhiên. U Vân để ý đến điểm này và cô hỏi liệu cô có quen biết anh ta không và cô cũng nhớ rằng Tuyết Thiến cũng đến từ Đông Linh. Tuyết Thiến nói rằng cô thực sự có một người bạn tên Tô Dương ở Đông Linh và mới chuyển chức gần đây, rất có thể là đang ở cấp một giống mình. U Vân nghe thế thì cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Ngay lúc này, một cô gái xuất hiện, thông báo với U Vân rằng mình vừa nhận được thông tin chính xác, toàn bộ linh thú công hội bị tiêu diệt trong phó bản Hắc Long. Điều này làm cho mọi người lại bất ngờ, cô gái vừa vào tên Mộ Dung Tuyết, một chuyển chức giả cấp 95, cũng là thành viên của công hội Vân U. Mặc dù chi tiết về nhiệm vụ của họ còn không rõ, nhưng việc toàn bộ bị tiêu diệt là chính xác 100%. Vấn đề này khiến cho U Vân cảnh giác, cô đề nghị xem xét lại kế hoạch tấn công hầm ngục rừng cự nhân có vẻ như họ phải cẩn trọng hơn với chiến lược của mình. Mộ Dung Tuyết mang đến thông tin quan trọng khác, có lẽ vũ khí của Triệu Minh đã bị rơi mất. Cô tình cờ kiểm tra nhà đấu giá và ngạc nhiên khi thấy tiếng gọi bảo tố được niêm yết để đấu giá. Hiện tại chỉ có một người đấu giá trong toàn bộ thành phố Thiên Linh, rất có thể là từ công hội chuyển chức giả linh thú. Vì vậy, cô đã làm điều độc ác nhất mà cô có thể nghĩ ra. Những người khác đều biết chính xác đó là gì khi họ cùng cười. Đúng như mọi người nghĩ, Mộ Dung Tuyết đã tham gia đấu giá và liên tục đẩy giá với Triệu Minh, cuối cùng buộc hắn mua thứ đó với giá 1,4 tỷ. Lúc này, Triệu Minh hát hơi, có vẻ là phản ứng khi bị người khác nhắc đến. Triệu Minh đương nhiên biết ai đang phá mình, anh nói trong nước mắt sẽ trả thù Hắc Long và con ả à hàng băng ma nữ. Tiên nguyên phản nàng, hiện tại người bán thứ đó bọn họ cũng không liên lạc được, làm công hội phải tổn thất 1,4 tỷ. Việc vũ khí của Triệu Minh bị rơi đã được lan truyền khắp nơi, có vẻ đây là một hành động ác ý. Lôi Sơn thấy Triệu Minh ảo não như vậy thì thẳng tay cho anh ta một đá, bảo anh ta đứng dậy còn muốn quỳ đến bao giờ. Lôi Sơn bảo vũ khí đã được mua lại, bây giờ là lúc làm chuyện chính. Cảnh chuyển đến một phòng họp, ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài là các thành viên của Thiên Cơ Các và Linh Thú Công Hội. Tất cả đều tức giận, đặc biệt là gã tóc trắng tên Chu Thái, một chuyển chức giả ngũ chuyển cấp 110, thuộc Tổng hội Thiên Cơ Các. Ông ta hỏi Lôi Sơn liệu họ có nghe nhầm không, bởi vì không thể nào hướng dẫn công lực của họ lại có sai sót. Đây phải là một trò đùa, bởi vì họ đã phá đảo pháo đài rồng đen ít nhất 5 lần. Dựa trên điều đó, họ đã tóm tắt chiến lược này và cẩn thận xác minh từng bước vì vậy không nên có bất kỳ vấn đề nào ông hỏi họ có thực hiện theo đúng hướng dẫn hay không bất chấp áp đảo về sức mạnh lôi sơn vẫn giữ thái độ tức giận nói công hội của họ nổi tiếng là cẩn thận khi đột kích các boss đó là lý do tại sao họ từng là một công hội bất khả chiến bại anh ta có thể đảm bảo rằng họ đã tuân theo chiến lược trong sách một cách thận trọng nhưng hành vi của hắc long có vấn đề lớn hoàn toàn khác với miêu tả trong sách anh cũng nói mình không nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của thiên cơ các nhưng anh thề rằng mọi lời anh ta nói đều là sự thật và anh ta không ngốc đến mức hy sinh toàn bộ lực lượng chính của công hội chỉ để tống tiền. Tuy nhiên, lập luận này chỉ khiến Lưu Tử, một thợ săn bóng tối cấp 103, cười nhạo và nói bọn họ là một lũ phế vật. Cơm được dân tới miệng mà vẫn bị một con boss cấp 99 rác rưỡi đánh bại, bây giờ lại đến đây gây sự. Ai cho người của linh thú công hội lá gan đó? Lôi Sơn không thể chịu đựng được sự thiếu tôn trọng như vậy, anh ta nhìn lại và yêu cầu Lưu Tử chú ý lời nói của mình. Nhưng Lưu Tử chỉ nhân đôi sự chế giễu, gọi họ là yếu đuối tốt nhất là nên đi luyện cấp thêm, nếu không thể chấp nhận thua cuộc thì đừng có chơi. Chu Thái yêu cầu Lưu Từ im lặng, ông với mọi người rằng Thiên Cơ Các luôn coi trọng chữ tín và sẽ không bao giờ bán bất kỳ thông tin sai lệch nào. Vì vậy ông ấy sẽ sắp xếp cho nhóm thám hiểm xác minh lại các bước trong pháo đài rồng đen. Nếu thực sự có lỗi trong chiến lược, tất cả các tổn thất mà các chuyển chức giả của công hội linh thú phải chịu sẽ do họ gánh chịu. Nếu chiến lược là chính xác thì điều đó chỉ có nghĩa là Lôi Sơn đã mắc lỗi và nó không còn là vấn đề của họ nữa. Công hội linh thú không có vấn đề gì với đề xuất này, vì vậy họ đồng ý. Chu Thái đã quyết định rằng bốn thành viên chiến lược của Thiên Cơ Các sẽ đi vào hầm ngục để điều tra, ba người còn lại cũng không phản đối. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp kết thúc thì có một nhân vật khác đã xuất hiện trong rất đỗi sợ hãi, điều này làm cho những người của Linh thú công hội lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chu Thái đứng lên trấn an mọi người đừng quá lo lắng, ông ta nói người đến là Luân Trần Tiên Sinh, là một người đến từ tổng bộ Thiên Cơ Các. Luân Trần, một tử linh pháp sư ngũ chuyển cấp 115, ông ta ở đây nhắc nhở Chu Thái nếu đi vào phó bản Hắc Long phải báo cho ông ta. Chu Thái kính cẩn xin lỗi, và nói lần này đi chỉ là dịch vụ hậu cần của đoàn thám hiểm nên không muốn làm phiền ông ta nhưng luân trần không muốn nghe giải thích ngày mai ông ta muốn đi cùng đương nhiên chu thái không thể từ chối nghĩ về việc giết con rồng đã khiến ông ta phấn khích linh hồn của con rồng sẽ khiến cho bảo bối của ông ta mạnh mẽ hơn ngay cả khi ông ta giết con rồng một nghìn lần nó vẫn không đủ để thỏa mãn ông ta hắc long thân yêu ta lại đến giết người đây những người khác chỉ có thể dùng mình khi nhìn thấy gã này phản ứng một cách biến thái lôi sơn dần nở nụ cười với năm cao thủ ngũ truyền còn có cường giả từ tổng bộ Thiên Cơ Các, một đội hình như thế này việc phá đảo một hầm ngục cấp 4 là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu họ có thể giết được con rồng đen thì điều đó cũng không sao, nhưng nếu họ bị nó quét sạch thì cũng đáng đời cho những kẻ đã viết ra cái hướng dẫn giả đó, với những tổn thất nặng nề mà hắn phải chịu thì đám tự cao tự đại này cũng phải trả giá. Trong khi đó, Tô Dương thấy bản thân cuối cùng cũng có thể thư giãn trên giường của mình, mặc dù không phải là không có sự lo lắng mới. Kênh trò chuyện của công hội Vân U đang rất nhộn nhịp chủ yếu là các cuộc trò chuyện về anh ta. Anh ta đã chặn thông báo để phép bản thân một khoảnh khắc yên bình để nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi anh sắp chìm vào giấc ngủ, một thông báo đã thu hút sự chú ý của anh. Đó là một bản cập nhật về cuộc đấu giá cho vũ khí tiếng gọi bảo tố mà anh đã gửi đi đấu giá. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ có hai người đấu giá tham gia, sự đấu đá của họ đã đẩy giá lên đến 1 tỷ tư. Con số này cao hơn 40% so với giá bán cao nhất trung bình của vũ khí. Hệ thống yêu cầu Tô Dương xác nhận để bán vũ khí, đương nhiên là anh đồng ý bán. Anh cũng thầm cảm ơn Hàng Băng Ma nữ vì đã giúp anh nâng giá. Vì là thành viên có thẻ hắc kim nên anh được miễn tất cả các phí giao dịch và được thêm 5% giá trị đấu giá coi như là phúc lợi. Làm tổng tiền anh nhận được hơn 1 tỷ 500 triệu. Tô Dương mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. 7 giờ sáng, Tô Dương bị đánh thức bởi thông báo của hệ thống, nó báo cho anh biết có người đăng ký khiên chiến bí cảnh Hắc Long. Năm người thuộc công hội cấp S Thiên Cơ Các và một người cấp A của linh thú, nó hỏi anh có muốn kết nối hay không. Nhìn bản hệ thống, Tô Dương thầm nghĩ đám người này được mệnh danh là sát thủ bí cảnh chinh phục vô số hầm ngục tạo ra hướng dẫn công lược trong đó còn có rất nhiều đại lão ngũ chuyển bọn họ nhất định đã đánh qua phó bản này không ít lần lần này đến nhất định vì chuyện linh thú bị tiêu diệt nhưng bất kể ý định của họ là gì vì họ chỉ có 6 người họ phải cực kỳ tự tin vào khả năng của mình vì vậy tô dương đã tự quyết tâm dạy cho đám người này một bài học anh chấp nhận kết nối bắt đầu kiếm kinh nghiệm để leo lên nhị chuyển lúc này tô dương đã biến thành hắc long nhìn xuống những tên thuộc hạ của mình anh nhận thấy lũ quái vật tinh anh đã bị tiêu diệt trước đó đã hồi sinh điều này không khiến anh ngạc nhiên bởi vì hắc long bảo chỉ là một bí cảnh cấp kim cương có thể được làm mới liên tục như một trò chơi chỉ những bí cảnh đạt cấp tinh diệu trở lên mới không thể tự động hồi phục khi đang quan sát sự chú ý của tô dương đổ dồn vào nữ yêu tinh vẫn đang bị nhốt trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu nhìn tô dương trong con mắt của hắc long nữ yêu tinh này chỉ là một con thú cưng xinh đẹp tô dương tò mò vì sao cô gái này lại bị nhốt ở đây đáng lẽ hắc long trước đây chỉ dựa theo quy tắc mà hành động mà thôi anh tạm gác những thắc mắc này sang một bên hiện tại anh muốn xem đội thám hiểm đang tiến vào gồm những ai tô dương sử dụng kỹ năng long nhãn để quan sát đội hình của họ có chuyển chức giả ngũ chuyển cấp 5 đang tự tin tiến về phía hang hắc long trong số đó có lôi sơn đến từ linh thú công hội rõ ràng là đến để khắc phục hậu quả cho thất bại thảm hại trước đó tô dương phải thừa nhận dịch vụ bảo hành của thiên cơ các thật ấn tượng anh tin là sức chiến đấu của họ mạnh hơn cả toàn bộ linh thú công hội chắc chắn tạo ra mối đe dọa lớn hơn trước tuy nhiên anh vẫn tự tin kiểm soát được tình hình miễn là bọn họ không cướp được đồ long chi tâm họ sẽ không thể gây ra thiệt hại đáng kể cho anh tuy nhiên để đề phòng tô dương quyết định đánh giá khả năng và điểm yếu của họ trước anh không thể đánh giá thấp các chuyển chức giả cấp 5. anh ra lệnh cho đám thuộc hạ đem theo thổ binh ra ngoài đối phó với những tên đột nhập trước khi chúng xuất kích anh ta đã giữ lại một chiến sĩ long tộc vì anh ta có kế hoạch khác cho nó trong khi đó đội thám hiểm đã dễ dàng tiêu diệt lũ quái vật mà họ gặp phải trên đường đi và cho đến nay vẫn chưa gặp phải bất kỳ điều gì bất thường điều này khiến trang trấn cho rằng linh thú công hội đã lừa dối họ cố tình gây dối nhưng mục sư lại khuyên trang trấn đừng quá chủ quan dù sao bọn họ cũng chỉ mới đi vào bí cảnh chưa sâu vẫn nên tiếp tục duy trì kết giới đánh xong boss rồi mới tính ngay lúc này lưu từ thấy một đám bụi lớn đang lao về phía mình bên trong đám bụi đó còn có những âm thanh náo động một dấu hiệu của sự không may mắn từ trong đám bụi xuất hiện vô số quái vật và chúng đang lao đến với tốc độ cực cao với quyết tâm không để lại một tên đột nhập nào lôi sơn chỉ về phía trước nói mình đã gặp tình huống tương tự vào lần trước như lần này có nhiều quái vật hơn. Chu Thái thừa nhận điều này nằm ngoài dự đoán, nhưng với cấp độ này, đội thám hiểm của họ vẫn có thể xử lý được. Đúng như lời anh ta nói, Chu Thái đã ra lệnh và đồng đội của anh ta đã phối hợp nhịp nhàng, sử dụng các kỹ năng đặc biệt của mình như ảnh nhận để bào mòn HP của quái vật, sơn mạch kết giới chắn đường tiến của quái vật và nhốt chúng lại một chỗ và thánh quang gia tăng sức mạnh cho kỹ năng đảm bảo mỗi đòn đánh của anh ta đều là đòn kết liễu nhờ đó họ đã tiêu diệt lũ quái vật một cách hiệu quả nhất có thể sau khi đánh xong chu thái ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước tô dương đang quan sát từ xa cũng cảm thấy họ rất xứng đáng là những chuyển chức giả cấp 5. họ hành động với trình độ thuần thục phi thường giống như thần tiên hạ phàm phô diễn sức mạnh hơn nữa tên pháp sư thần bí kia còn chưa ra tay anh cảm thấy chuyện này không đơn giản tô dương nhận ra trận chiến này sẽ khó khăn hơn nhiều so với lần trước có vẻ như đã đến lúc anh ta phải tự mình hành động tô dương giang rộng đôi cánh và lao lên không trung giống hệt như những gì anh ta đã làm trước đây điều này khiến đám thuộc hạ của anh ta gieo hò trong khi chúng cảm thấy kỳ lạ, như thể điều này đã từng xảy ra. Tất nhiên, chúng không thể nhớ được vì quy tắc thiết lập lại hầm ngục thường xóa bỏ ký ức của chúng về các sự kiện trong quá khứ. Nhưng có một thực thể được miễn trừ khỏi quy tắc này vì cô không phải là cư dân của thế giới này. Đó chính là nữ yêu tinh, nữ yêu tinh vô cùng bối rối, cô không thể hiểu tại sao Hắc Long lại chủ động ra tay. Việc này chưa từng có kể từ khi cô bị bắt, quay trở lại với đội thám hiểm. Lôi Sơn cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách dành cho họ những lời khen ngợi, gọi họ là nhóm chiến lược hàng đầu của Thiên Cơ Các sau đó anh bày tỏ chuyện này không hề có trong sách hướng dẫn công lược. Chu Thái cũng thừa nhận vấn đề này và ông ta sẽ xem xét lại sau khi đánh xong phó bản. Lúc này pháp sư Trần Luân vừa thu thập linh hồn yêu thú vừa lên tiếng chê cười. Ông ta nói đây chỉ là những con quái nhỏ mà người của linh thú công hội không thể đối phó được mà lại dám xưng là công hội bất khả chiến bại. Lôi Sơn khó chịu nhưng vẫn nhỏ nhẹ lên tiếng. Công hội của mình trong mắt ông không đáng để nhắc đến, nhưng chuyện trước mắt là công lực có vấn đề, là một người chịu trách nhiệm ở thiên cơ các. Lôi Sơn đề nghị ông ta nên công bằng, nhưng Trần lão không giống bất kỳ ai mà anh ta từng gặp trước đây, lão già này luôn dựa vào thực lực của mình để hiếp người. Ông ta lập tức tỏa ra khí thế bức người và ông ta đe dọa Lôi Sơn dám xuất phạm mình thêm hai câu nữa thì ông ta sẽ lấy linh hồn của Lôi Sơn để nâng cấp bảo bối của mình. Lời này làm cho Lôi Sơn cảm thấy sợ hãi, vì anh cảm nhận được nguy cơ tử vong, ngay lúc này Chu Thái đứng ra hòa giải, ông khuyên Trần lão không nên nói đùa như vậy. Ông sẽ dọa chết khách hàng của thiên cơ các đấy, trong lòng Chu Thái cũng thầm chửi thề bởi vì anh hiểu rằng không thể để lão già biến thái này làm bất cứ điều gì mình muốn nếu lôi sơn bị hại điều đó có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng trong tương lai và danh tiếng của công hội lôi sơn sau khi trải qua sợ hãi thì trong lòng cười thầm anh chờ đến khi gặp được hắc long thì xem lão già này còn có thể làm nhảm được nữa không đúng như mong đợi của lôi sơn hắc long đã xuất hiện khẳng định những gì lôi sơn nói là đúng và khiến mọi người bất ngờ tuy nhiên là một đội thám hiểm hàng đầu họ không thể để mình bị động Chu Thái nhanh chóng chỉ huy nhóm tung ra một chuỗi kết hợp kỹ năng phức tạp nhằm tối đa hóa hiệu quả phòng thủ và tấn công, Chu Thái cũng yêu cầu đảm bảo máu của mình không được giảm đến dưới 30%, bởi vì Chu Thái là bạo huyết chiến sĩ, khi máu của hắn còn 30% thì sẽ tăng cao tất cả thuộc tính và giảm sát thương nhận vào. Hàng loạt kỹ năng được tung ra, Cuồng nộ đã kích, Ám ảnh kỳ tập, Địa liệt sư sơn, Thánh quan kích lưu, toàn là những chiêu thức cực mạnh đánh vào Hắc Long, nhưng họ nhận thấy rằng họ không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho boss, điều này khiến họ ngạc nhiên. Mặt khác Tô Dương vẫn bình tĩnh, vì anh ta đã lường trước được kết quả này từ đầu. Anh ta biết rằng ngay cả với chuyển chức giả ngũ chuyển cũng không thể gây ra nhiều sát thương cho anh khi bản thân có kỹ năng giảm sát thương. Những kẻ này cũng nhận ra kỹ năng giảm sát thương của Tô Dương. Họ cố gắng bảo mòn HP của anh ta hết mức có thể. Tô Dương phản công, như những thợ săn dễ dàng né tránh. Điều này nằm trong dự đoán của họ. Họ nghĩ Hắc Long sẽ tấn công người ở đầu trận, nhưng không. Hành động của Hắc Long chỉ là một đòn nghi binh để tấn công tuyến sau, khiến đội thám hiểm bất ngờ. Tuy nhiên, Chu Thái đã phản ứng nhanh nhẹn và bảo vệ họ an toàn, ngăn Tô Dương loại bỏ những thành viên hỗ trợ. Động thái kịp thời này làm cho Tô Dương có chút tiếc nuối. Lưu Tử, một sát thủ, hắn nhanh chóng phát hiện ra sơ hở của Hắc Long và lao đến tấn công từ phía sau. Dù được tăng cường sức mạnh từ những kỹ năng khác, nhưng đoàn tấn công của Lưu Tử chỉ gây ra 13.291 sát thương vật lý và 11.784 sát thương bóng tối. Anh tự tin rằng mình sẽ gây sát thương cho boss, vì đây là kỹ năng mạnh nhất của anh ta, có thể hạ gục ngay cả những boss cấp tinh diệu có mấy trăm vạn máu. Anh không ngờ đối với một con boss cấp kim cương này anh chỉ gây ra một chút sát thương như thế này, điều này thật sự quá vô lý. Lúc này, Lưu Tử mới nhận ra rằng khả năng giảm sát thương của boss này không phải là thứ để đùa, nhưng đã quá muộn để thay đổi quyết định. Khi đuôi của boss quật chúng anh ta với toàn bộ sức mạnh, suýt chút nữa đã giết chết anh ta ngay lập tức nếu không có lá chắn mà pháp và kết giới mà đồng đội đã kịp thời dựng lên. Khi này Lưu Tử chỉ còn một phần trăm máu. Đoàn tấn công không giết được đối phương làm Tô Dương có chút tiếc nuối, nhưng anh chắc chắn hắn không gặp may như thế nữa. Anh chuẩn bị tung ra kỹ năng hơi thở hủy diệt để kết liễu tất cả cùng một lúc. Điều này khiến đám người bất ngờ, vì họ nghĩ rằng loại kỹ năng tối thượng này chỉ được sử dụng khi HP của boss giảm xuống dưới 70%. Nhưng đó là ngày anh chưa đến, khi này Tô Dương lập tức nhấn chìm bọn họ trong biển lửa địa ngục, nhưng Tô Dương lại một lần nữa thất vọng khi không thể tiêu diệt được đám người Chu Thái, bởi vì bọn họ đã dùng kỹ năng tối thượng của sơn mạch kết giới, giảm 90% sát thương nhận vào cho đồng minh trong một khu vực nhất định và liên tục hồi phục HP cho họ trong 10 giây. Tô Dương tin rằng đây là kỹ năng phòng ngự cuối cùng mà đám người này có, và anh sẽ kết liễu họ vào đoàn tấn công kế tiếp. Đám người Chu Thái thì lo lắng thảo luận. Họ không hiểu vì sao Boss lại không hoạt động theo quy tắc, và họ cảm giác được con Hắc Long này có trí tuệ. Hiểu được chiến thuật và nắm bắt sơ hở của bọn họ, Trần Lão tự tin vào sức mạnh của mình. Ông mắng những người còn lại là lũ rác rưởi vô dụng, nên ông ta quyết định tự mình hành động, giống như những gì các tử linh sư khác thường làm. Ông ta kêu gọi linh hồn từ vực sâu vô tận của địa ngục để triệu hồi cốt long Malus. Và thế là một con rồng xương đã xuất hiện để thách thức Tô Dương, điều này hoàn toàn khiến Tô Dương bất ngờ. Vì Tử Linh sư là một nghề nghiệp cực kỳ hiếm, người ta nói rằng một Tử Linh sư cấp cao thậm chí có thể triệu hồi những sinh vật ăn đét ngang ngửa với boss hầm ngục. Và trong con rồng trước mặt có vẻ cũng ngang tầm với mình, lão già Tử Linh sư điều khiển cốt long lao đến tấn công Hắc Long, đúng như dự đoán. Con cốt long trông có vẻ mong manh này thực sự sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Tô Dương dùng đuôi hất văng cốt long ra xa, tạo khoảng cách và tung ra hơi thở hủy diệt, nhưng cốt long đã phản ứng tung ra kỹ năng riêng của nó hai luồng sức mạnh va chạm tạo ra sóng xung kích lan ra khắp hầm ngục màn thể hiện này khiến đội thám hiểm phải công nhận trần lão là một người vô cùng mạnh khi mà thứ ông ta triệu hồi có thể đối đầu trực tiếp với một boss tô dương cũng rất ấn tượng với sức mạnh này tuy nhiên đó là tất cả những gì con cốt long này có thể làm nó không thể khiến tô dương thực sự hứng thú vì tô dương chưa sử dụng hết sức của mình anh quyết định sử dụng hơi thở hủy diệt với công suất tối đa nhấn chìm toàn bộ cốt long trong biển lửa địa ngục đoàn tấn công qua đi thì trên mặt đất chỉ thấy một đống xương trắng từ cốt long trong lúc tô dương nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết thì bất ngờ chân hắc long bị một bàn tay xương nắm lấy đó chính là cốt long bị tấn công bất ngờ hắc long không kịp phản ứng anh không nghĩ con cốt long này lại có thể hồi sinh trần luân thì đắc ý cười hắn là một tử linh sư việc tạo ra cơ thể mới cho cốt long là vô tận khi này cốt long liên tục tấn công hắc long đoàn tấn công của cốt long mạnh hơn các chuyển chức giả rất nhiều trong chớp mắt mà máu của hắc long chỉ còn 81%. mươi rất may hắc long đã lấy lại bình tĩnh sau đó dùng đuôi để tấn công giúp bản thân thoát khỏi tay cốt long bay lên cao bởi vì cốt long không thể bay nên chỉ có thể ở dưới mặt đất gào thét trần luân ra lệnh cho cốt long tấn công tầm xa ngay lập tức cốt long bắn những quả cầu lửa về phía hắc long nhưng những đoàn tấn công này hoàn toàn vô dụng đối với hắc long với tốc độ của hắc long thì đánh tới sáng cũng không trúng khi này ánh mắt hai người chạm nhau nhìn thấy hắc long nhìn đến mình thì trần lão cảm thấy rất lo lắng ông ta ra lệnh cho cốt long quay lại bảo vệ mình nhưng đó đã trúng vào kế của hắc long trong lúc cốt long lơ là hắc long sử dụng kỹ năng cự long xung kích một đoàn tấn công cốt long đồng thời đánh nó đập vào người của trần luân chỉ là cú tấn công giáng tiếp nhưng trần luân đã mất đi 80% máu tô dương có chút bất ngờ khi máu một pháp sư lại nhiều như vậy đám người chu thái lập tức kéo ông ta quay lại trận pháp phòng hộ trong trận pháp này bọn họ sẽ gánh chịu 50% sát thương giúp cho trần lão khi này hắc long cũng nhận ra kẻ khó đối phó nhất là chu thái không phải mỗi lần điều do hắn kịp thời điều động hỗ trợ thì anh cũng đã hạ được mấy tên khi này trần luân vội hỏi chu thái về lưu từ sao vẫn chưa quay lại chu thái bảo ông ta đừng nôn nóng hắn tin lưu từ sẽ nhanh chóng quay lại khi này tô dương cũng phát hiện ra lưu từ đã biến mất vừa rồi bị đánh hỗn loạn nên anh cũng không để ý nhất định hắn ta đã đi lấy đồ long chi tâm nhìn từ xa có một bóng dáng đang lao về phía mình mục sư hét lên lưu từ đã quay lại đám người trên mặt hiện lên sự vui mừng họ tin lần này chắc chắn sẽ chiến thắng nhưng có vẻ họ đã vui mừng quá sớm khi bóng đen vụt qua thứ lộ diện không phải là lưu từ mà là một long tộc tinh anh nó lập tức chạy đến trước mặt tô dương và dâng đồ long tri tâm cho hắn thấy cảnh này tô dương cũng thở phào nhẹ nhõm chu thái nhìn thấy cảnh này thì đứng như chết lặng thứ hắn cần nhất đã bị kẻ thù đoạt được trận chiến này đã không thể chiến thắng tô dương cảm thấy mình thật thông minh đã đi trước đám người ti tiện này một bước khi tô dương đụng vào đồ long tri tâm thì cả bí cảnh chấn động khi này thông báo hiện ra thông báo phát hiện nhân tố bất khả kháng bí cảnh hắc long cấp kim cương xảy ra biến động thăng cấp cấp bậc bí cảnh tăng lên cấp tinh diệu trong lúc hầm ngục Hắc Long thăng cấp thì cả thành phố Đông Linh dường như bị rung chuyển, mọi người cho rằng đó là một trận động đất. Nữ tư tế cảm nhận được trong hầm ngục xảy ra biến động năng lượng, nhưng cô không ngờ sức mạnh đó lại có thể ảnh hưởng đến thế giới thực. Cô ta vô cùng lo lắng thế giới này sẽ xảy ra sự kiện lớn, cùng lúc đó, sâu trong lòng hầm ngục của Hắc Long, những thợ săn đã tập hợp lại, bọn họ đồng dạng kinh ngạc, bởi vì kể từ khi thế giới thay đổi thì chưa bao giờ có chuyện bí cảnh thăng cấp, và họ chắc chắn là mình không thể đánh bại Hắc Long. Giữa sự hỗn loạn này, Tô Dương say sưa tận hưởng sức mạnh mới dâng trào trong cơ thể. Sự gia tăng sức mạnh không chỉ nâng cấp cấp độ của anh lên 100 mà còn đưa anh vào giai đoạn tiền trưởng thành, tăng cường đáng kể các thuộc tính. Sự phấn khích của anh đạt đỉnh điểm khi anh phát hiện ra mình đã mở khóa một kỹ năng mới, gọi là Tĩnh Diệt Hỏa Ngục. Kỹ năng này gây sát thương phép thuật và vật lý khổng lồ, lên tới 1000%, đồng thời sở hữu một khả năng ẩn giấu đáng sợ. Nó có thể ngăn cản thợ săn hồi sinh nếu họ bị giết bởi nó, trao cho Tô Dương quyền quyết định ai có thể trở lại từ cõi chết trong một thế giới mà cái chết thường chỉ thật sự xảy ra khi cấp độ về không kỹ năng này không khác gì là đại diện cho thần chết sở hữu một kỹ năng có cấp độ nguy hiểm chưa từng có khiến tô dương phải hỏi hệ thống về những gì đang xảy ra hệ thống đã giải thích rằng mọi chuyện xảy ra là do đồ long chi tâm mà anh vừa sở hữu tô dương nhận định hắc long ban đầu là một con rồng cấp tinh diệu nhưng do sự tồn tại của đồ long chi tâm đã kìm hãm những thuộc tính đặc biệt của hắc long nên là cho cấp độ bí cảnh suy giảm nhưng với trái tim hiện đang trong tay anh hệ thống đã hiệu chỉnh lại độ khó nâng cấp nó lên đúng với bản chất của nó, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ về cái thời kỳ tiền trưởng thành này, nhưng toàn bộ tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Những thợ săn này giờ đây không còn là mối đe dọa đáng kể đối với anh nữa. Khi Tô Dương đang xử lý thông tin do hệ thống cung cấp, anh nhìn thấy một bóng người đang nhanh chóng tiến lại, đó là Lưu Tử, trở về để báo cáo thất bại trong việc tìm kiếm đồ Long Chi Tâm. Nhưng khi anh ta đến gần, Lưu Tử bị sốc bởi sự biến đổi của rồng. Anh ta bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi suy nghĩ ấy đều bị xóa bỏ khi anh ta nhận ra rồng đang cầm trái tim với ánh mắt ấy chu thái hiểu ngay lưu từ đang định làm gì và nhanh chóng cảnh cáo anh ta dừng lại và quay về với đội hình chu thái thầm mắng lưu từ là một tên ngốc không đọc thông báo của hệ thống lưu từ quá tự tin vào kỹ năng của mình anh ta lao vào boss mà không suy nghĩ tin rằng boss không thể bắt kịp tốc độ của mình nhưng vừa đến gần thì tô dương chỉ nhẹ nhàng vun chân đập xuống trong chớp mắt lưu từ đã bị giết chết các đồng đội của lưu từ chỉ có thể đứng nhìn bất lực bây giờ mọi chuyện đã thay đổi lôi sơn quay sang chu thái lo lắng hỏi về kế hoạch tiếp theo nhưng Chu Thái do dự thẩm mỹ. Anh ta hoàn toàn nhận thức được rằng các boss cấp tinh diệu thường yêu cầu một đội gồm 10 đến 25 người thức tỉnh để có cơ hội chiến thắng với số lượng nhỏ của họ. Cơ hội của họ rất thấp và rút lui là lựa chọn khả thi duy nhất. Không do dự, ông ta ra lệnh cho mọi người rút lui, tốc độ bỏ chạy của Chu Thái khiến cho đồng đội phải kinh ngạc. Tuy nhiên Trần Luân thấy sự thận trọng của Chu Thái là một sự hèn nhát và hỏi Chu Thái thật sự muốn bỏ trốn như vậy sao, nhưng Chu Thái không quan tâm với vấn đề thừa thải đó ông ta biết rằng việc chiến đấu với rồng trong điều kiện này sẽ là một hành động ngu ngốc ông ta ưu tiên sự an toàn của đội hơn vinh quang cá nhân ngay cả tô dương khi quan sát từ xa cũng công nhận quyết định khôn ngoan của chu thái tuy vậy anh không định để họ dễ dàng thoát khỏi với một cú vỗ cánh mạnh mẽ tô dương lao về phía những thợ săn đang bỏ chạy trong nháy mắt anh ta đã ở trên họ và phóng ra tia xét phá hủy lối ra và hành động này làm cho bọn họ lại bất ngờ chu thái nhanh chóng bảo mọi người giữ bình tĩnh và ông nhanh chóng chỉ đạo đội hình tăng cường khả năng phòng thủ hy vọng có thể tập hợp đủ sức mạnh để phá vỡ vòng vây của boss và thoát ra ngoài được người nào hay người đó nhưng mọi chuyện đã không dễ dàng như trước tô dương đã sử dụng hơi thở hủy diệt để tấn công với sức mạnh mới được tăng cường đoàn tấn công của tô dương dễ dàng đánh tan kết giới phòng ngự của bọn họ với lượng máu và mana thấp họ biết rằng không còn hy vọng thoát thân chu thái ra lệnh cho mọi người cất những vật phẩm quý giá vào tu di giới hy vọng giảm thiểu thiệt hại nhưng điều này làm trần luân không hài lòng tự tin vào sức mạnh của mình ông ta không muốn thừa nhận thất bại một cách dễ dàng Nhất là đối với một boss mà ông ta đã giết hàng ngàn lần trước đó, ông ta vẫn tự tin có thể đánh bại con rồng này. Vì ông ta biết rõ tất cả khả năng của nó, ngay cả khi nó đã tiến hóa thành boss cấp tinh diệu, ông ta tin rằng mình vẫn có thể giết nó một lần nữa. Với suy nghĩ này, Trần Luân triệu hồi tất cả những linh hồn mà ông có trong La Nguyệt Trường Hà, chiến đấu với Tô Dương, kỹ năng này gọi là Long Giã Đại Quân, có thể triệu hồi tất cả các sinh vật đã chết trên chiến trường trở thành thuộc hạ của mình, với thời gian tồn tại vô hạn cho đến khi người thi triển cạn kiệt mana và máu của mình hành động liều lĩnh này là một nỗ lực toàn diện để lật ngược tình thế chống lại tô dương hy vọng rằng số lượng áp đảo sẽ đủ để giành chiến thắng nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của trần luân hắc long chỉ cần vẫy đuôi một cách bình thường là đã có thể tiêu diệt toàn bộ đám cốt binh đang lao đến cốt long cũng cố gắng tấn công tô dương bằng hơi thở rồng lần này tô dương vẫn không bị ảnh hưởng tô dương đáp trả đoàn tấn công bằng một đấm tiêu diệt hoàn toàn cốt long đối diện với ánh mắt đáng sợ của hắc long trần luân vẫn giữ được bình tĩnh và cười với khuôn mặt thảm hại bởi vì chuyển chức giả không thể bị chết trong bí cảnh ngay cả khi thất bại lần này ông ta sẽ quay lại tra tấn tô dương cho đến khi nuốt trưởng linh hồn của anh hoàn toàn và trần luân cảm thấy tiếc nuối khi phó bản cấp tinh diệu không thể làm mới lại bằng không ông ta còn muốn giết chết tô dương nhiều lần nữa với thái độ thiếu tôn trọng và cách nói chuyện biến thái này tô dương đã quyết định lấy trần luân làm vật thử nghiệm cho kỹ năng mới của mình anh kích hoạt kỹ năng tĩnh diệt hỏa ngục giải phóng một luồng lửa và phép thuật tàn phá tiêu diệt tất cả thợ săn trong khu vực những thợ săn biến mất như thể họ chỉ là ảo ảnh tất cả ngoại trừ trần luân mặc dù bị bao phủ trong ngọn lửa đau đớn trần luân vẫn tiếp tục chế nhạo tô dương với nụ cười méo mó ông hứa sẽ cho tô dương đau khổ gấp trăm ngàn lần nhưng nụ cười của ông chợt tắc khi hắc long thông báo rằng ông ta sẽ không có lần sau ông ta nhận ra rằng mình đã ở đây lâu hơn bình thường và hắc của hắn đã về không từ lâu tại sao quá trình dịch chuyển chưa bắt đầu và cơ thể vẫn chưa phân giải tô dương lạnh lùng nhìn trần luân từ từ biến mất dù sao đây là thế giới sức mạnh là chân lý với một kẻ cao ngạo như hắn chết cũng không đáng tiếc tô dương đứng một mình thể hiện sự chiến thắng anh ta thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm, tổng cộng 9,9 triệu điểm, ngay lập tức nâng cấp anh từ cấp độ 34 lên cấp độ 40 và vẫn còn dư 5,99 triệu điểm kinh nghiệm. Một lúc sau, trong chi nhánh của Thiên Cơ Các, bầu không khí nặng nề bao trùm mọi người. Mỗi thành viên đều phải đối mặt với hậu quả của cuộc thám hiểm thất bại, sự im lặng đột ngột bị phá vỡ khi thầy tu xông vào. Mang theo tin dữ về Trần Luân, bọn họ lo sợ khi không có dấu hiệu của Trần Luân xuất hiện trở lại trụ sở, điều đáng lo ngại hơn là tất cả hồ sơ về Trần Luân đã biến mất khỏi hệ thống một dấu hiệu đáng ngại cho thấy một là có người đã loại bỏ thông tin, hai là đã chết. Giả thuyết này đã khiến mọi người sốc, nếu điều này là sự thật, Hắc Long có thể chủ động bỏ cơ chế về cấp độ, mà còn cưỡng chế xóa bỏ sự tồn tại của một thợ săn và bọn họ còn sống rất có thể chỉ là do con boss đã bỏ qua mà thôi. Chỉ nghĩ đến điều đó cũng khiến Chu Thái dùng mình, ông ta nhận ra rằng đây không còn là vấn đề mà họ có thể giải quyết. Vì vậy ông ta quyết định rằng hành động tốt nhất là bồi thường cho linh thú công hội về những thiệt hại mà họ phải gánh chịu và để lại những vấn đề này cho tổng bộ giải quyết, trong khi đó, tại nhà của Tô Dương, cuối cùng anh ta cũng được nghỉ ngơi xứng đáng, những trận chiến gần đây đã khiến anh ta kiệt sức về tinh thần, đối thủ của anh mạnh hơn nhiều so với những người từ linh thú công hội, đòi hỏi anh phải nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, sự chăm chỉ của anh đã được đền đáp, khẳng định rằng những người đó thực sự xứng đáng với danh hiệu cấp S, trong số chiến lợi phẩm mà anh thu được có rất nhiều trang bị cấp tinh diệu, nhưng hai thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của anh, thứ nhất là con dao găm cấp tinh diệu, tên là sự cuồng nộ của bóng ma. Vũ khí đặc biệt này không chỉ tăng cường các thuộc tính của anh, mà còn cung cấp hai tính năng độc đáo. Tính năng đầu tiên U ảnh chi thân, cho phép anh ta tạm thời tàng hình và tăng tốc độ lên 50%. Tính năng thứ hai là vong linh tiêu ký, cho phép anh đánh dấu mục tiêu để thực hiện một cuộc tấn công tàng hình, gây sát thương tăng 300%. Vật phẩm nổi bật thứ hai là một cuộn kỹ năng cấp huyền thoại, gọi là Phong bạo lôi đỉnh thiên nhẫn. Đúng như tên gọi của nó, kỹ năng này có thể được tích trữ lên tới 5 lần để giải phóng một cơn bão tàn phá những bảo vật đáng kinh ngạc này khiến tô dương cảm thấy vô cùng may mắn trước đây anh đã có được một vũ khí cấp kim cương và giờ đây anh đã nâng cấp lên vũ khí cấp tinh diệu với sự kết hợp của những thứ đang có anh có thể dễ dàng tiêu diệt một chức nghiệp giả tứ chuyển trong chớp mắt việc cần làm hiện tại là phải tiến hành nhị chuyển thật lãng phí khi có quá nhiều điểm kinh nghiệm tuy nhiên trước khi đến tiến hành nhị chuyển tô dương cảm thấy cần phải xác nhận xem pháp sư từ linh thú công hội tên là trần luân kia thực sự đã chết hay chưa vì vậy anh ta đã hỏi hệ thống Hệ thống không chỉ xác nhận cái chết của Trần Luân mà còn khen ngợi Tô Dương về quyết định của mình. Hệ thống đã phân tích Trần Luân và xác định hắn ta là một mối đe dọa đáng kể, có khả năng trở nên mạnh hơn và có thể đánh bại Tô Dương, đặc biệt là nếu hắn ta có được Đồ Long Chi Tâm. Hơn nữa, hệ thống đã tiết lộ một quy tắc quan trọng, nếu Tô Dương trong vai trò boss bị đánh bại bởi những thợ săn khác, anh ta sẽ chết ngay lập tức. Điều này khiến Tô Dương nhận ra rằng mình gặp rủi ro cao hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Nhưng với những gì vừa xảy ra, anh tin rằng trong thời gian ngắn đám người đó sẽ không đến để gây rối cho anh. Nói về điều này, anh ta nhớ lại rằng những boss cấp tinh diệu được gọi là những sinh vật được xưng là chân linh có ý thức riêng. Vì vậy, anh ta hỏi hệ thống xem hắc long mà anh ta đang điều khiển có thể đã phát triển ý thức riêng của nó, trong thời gian anh vắng mặt thì nó sẽ làm gì. Hệ thống nói rằng boss sau khi tiến hành ghép đôi sẽ không xuất hiện thần trí cho dù ở cấp độ nào đi chăng nữa, vào thời gian không tiến hành kết nối nó sẽ hoạt động theo quy luật được đặt ra. Đồng thời nếu như boss bị ký chủ kế nhiệm giết chết, sẽ tự động ghép đôi ký chủ với boss có cấp độ cao hơn điều này ngay lập tức khiến tô dương phấn khích hệ thống hấp dẫn và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh ta tưởng tượng trước đây việc giết chết hắc long không phải là không thể vì anh ta đã có được chiếc mặt dây chuyền này tô dương cảm thấy mọi thứ đang diễn ra theo ý muốn của mình không chỉ chiếc mặt dây chuyền này là công cụ duy nhất để giết chết con rồng nó mang lại sự gia tăng 50% tổng điểm tinh diệu và tăng 100% sức mạnh tổng thể đặc tính của nó cũng rất đáng gờm không chỉ cho phép anh bỏ qua thiên phú chủng tộc cự long thậm chí anh có thể gây sát thương tăng 500% khi đối mặt với chúng, ngoài ra, nó có khả năng triệu hồi huyết hồn tinh linh ra hỗ trợ chiến đấu, nhưng điều kiện để có được điều này là giết một con sự long, và giết mỗi một con thì anh sẽ có một lần triệu hồi, Tô Dương quyết tâm không bỏ qua cơ hội như vậy. Anh ta tin chắc rằng huyết hồn anh linh này chính là vị anh hùng trong mộ của người diệt rồng, một nhân vật có kỹ năng chiến đấu phi thường, vượt xa cả ngũ truyền. Với một thuộc hạ siêu cấp như thế này, anh sẽ không còn sợ hãi bất kỳ ai nữa. Với lợi ích to lớn này, tô dương quyết tâm đánh bại hắc long càng sớm càng tốt để thay đổi boss bán thời gian của mình và mở khóa một con để triệu hồi nhưng trước tiên anh ta cần phải tiến lên cấp bậc thợ săn thứ hai để tận dụng đầy đủ khả năng mới thu được vì vậy anh trực tiếp đến thần điện chuyển chức trong khi đó trước thần điện chuyển chức nữ tu cao cấp bích linh đứng phía trước với vẻ đẹp của cô thu hút ánh nhìn của nhiều người đi ngang qua sự hiện diện của cô tại lối vào đền đã khơi dậy sự tò mò và ghen tị của những người xung quanh họ tự hỏi về danh tính của người mà cô đang chờ đợi người đó hóa ra là tô dương khi anh ta tiến lại gần bích linh rất vui mừng và gọi anh là dũng giả đại nhân điều này khiến tô dương ngạc nhiên anh hỏi tại sao mà cô lại gọi anh như vậy và làm sao cô biết anh sẽ đến đây cô ta tự hào giải thích rằng bức tượng chuyển chức của đền phát ra ánh sáng đây là hiệu khi vip của đền sắp đến và chỉ có một vip duy nhất ở toàn bộ đông linh còn về danh hiệu đó chỉ là yêu cầu của đền vì vậy anh không cần phải quá chú ý đến nó tô dương hiểu điều này nhưng anh cũng có chút hơi ngại sau đó anh ta tiếp nhận nhiệm vụ chuyển chức năm sao một lần nữa Nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn, yêu cầu anh ta solo vượt qua bản đồ cấp kim cương hai lần và đánh bại boss trong vòng 3 phút sau khi gặp boss. Mặc dù những bản đồ này thường yêu cầu nỗ lực của một tổ đội, do độ khó của chúng đối với một thợ săn như Tô Dương, nó chỉ là một thử thách dễ dàng. Bích Linh khen ngợi Tô Dương vì đã chấp nhận một nhiệm vụ năm sao khác, cho rằng anh ta xứng đáng với danh hiệu dũng giả. Tô Dương có chút ái ngại, anh nói chuyện này không phải vấn đề lớn, anh hỏi cô có bản đồ hầm ngục cấp kim cương ở gần đây không? Bích Linh lập tức bảo Tô Dương đợi một chút. Bích Linh phấn khởi giới thiệu. Bản đồ này không chỉ cung cấp vị trí của phó bản cấp Bạch Kim mà còn có vị trí, thời gian làm mới của tất cả các phó bản ở thành phố Đông Linh, tấm bản đồ đúng là thứ rất hữu ích cho Tô Dương, anh cảm ơn và sau đó rời đi. Khi này Bích Linh nói vọng theo, nhắc nhở anh về sự cố vừa xảy ra. Có một phó bản đột ngột thăng cấp, khiến cho một chuyển chức giả cao cấp mất tích và người chơi ở khu vực hoang dã gần đây xuất hiện rất đông và thường xuyên xảy ra tranh đoạt đổ máu, cô đề nghị anh cẩn thận. Tô Dương rất biết ơn, nhưng với sức mạnh mà anh ta hiện có và số lượng hầm ngục cấp thấp xung quanh đông thành anh ta có thể dễ dàng tìm thấy hai hầm ngục cấp bạch kiêm và vượt qua chúng nhưng thật không may cho tô dương mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch những hầm ngục mà anh nhắm đến đã bị chiếm và quá đông đúc anh ta sẽ phải mất hàng giờ chỉ để chờ đến lượt mình sau khi liên tục di chuyển bảy tám địa điểm điều này khiến nhiệm vụ tìm kiếm hầm ngục trở nên khó khăn hơn việc vượt qua chúng tô dương cảm thấy mình quá xui xẻo rất có thể dạo này nhặt được quá nhiều đồ tốt nên nhân phẩm bị bảo hòa anh ta tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng đến lối vào hầm ngục khổ đau một hầm ngục nằm trong một hẻm núi anh lại thất vọng khi thấy khu vực này quá đông đúc ban đầu anh đã nghĩ đến việc rời đi và tìm kiếm hầm ngục khác nhưng khi quan sát đám đông anh nhận ra một khuôn mặt quen thuộc đó là tuyết thiến và cả tên vương phi có vẻ họ đang tranh giành đi vào hầm ngục nhìn thấy vương phi tô dương quyết định rời đi nhưng tuyết thiến là người của công hội u vũ lại là chị em của công hội u vân nên anh quyết định tiến đến chào hỏi một chút những tên ký sinh trùng đi theo vương phi khoe mẽ gọi hắn là đại lão ép buộc Tuyết Thiến phải nhường lại Hầm Ngục và nếu cô muốn vào phải đi chơi với bọn họ. Lúc này Hà Lam, một hiệp khách tam chuyển của công hội U Vũ đã rút kiếm ra, cô nói nếu bọn này tiếp tục láo nháo như thế thì cô sẽ cắt bọn chúng ra thành từng mảnh. Vương Phi núp sau một tên to con lên tiếng, tam chuyển thì có gì đáng sợ chứ, bên ta cũng có tam chuyển. Người đàn ông to lớn này tên là Lý Trấn, level 60, cường giả tam chuyển chức nghiệp võ đạo, ông khuyên Hà Lam không nên ở đây gây chuyện. Hà Lam mỉa mai Lý Trấn là một tên có cơ bắp nhưng đầu óc lại suy thoái, không biết cái gì gọi là thứ tự trước sau anh ta nói mình không phải là một kẻ ngốc đối với anh ta nắm đấm mới là đạo lý hắn cảnh báo hà lam rằng nếu nhóm của họ muốn vào hầm ngục lúc này điều đó sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến và anh ta có thể đảm bảo với cô ấy rằng anh ta và những người khác sẽ tấn công tất cả họ thậm chí không tha cho những người mới lời đe dọa này khiến hà lam lo lắng cô ấy biết rằng họ đang bị áp đảo vì những người đồng hành của cô ấy hiện tại đều là những người mới cấp thấp nếu họ phải thực sự chiến đấu họ sẽ chắc chắn thua nhưng nếu họ rút lui lúc này Ai biết những kẻ này sẽ làm gì tiếp theo. Vì vậy cô ấy đang nghĩ đến việc tấn công trước để có được một chút lợi thế, nhưng Lý Trấn cũng quan sát cô rất chăm chú và nhận ra cô định làm gì. May mắn thay, trước khi họ lao vào nhau thì Tô Dương xuất hiện và anh nói hầm ngục này bây giờ là của anh, điều này khiến hai bên ngạc nhiên. Tuyết Thiến khá bất ngờ khi thấy Tô Dương ở đây, lần trước thấy anh vào bí cảnh vượt cấp cô rất lo lắng, nhưng bây giờ biết anh an toàn thì cô rất nhẹ nhõm, nhưng anh lại đi khiêu khích đại lão ở hai bên. Vương Phi cũng nhận ra Tô Dương không thể che giấu sự bực tức của mình hắn lên tiếng hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây tô dương chỉ nhắc là mình từng nói không muốn gặp đám ruồi mũi như bọn họ vương phi hơi bực mình nhưng gã này biết không nên bị kích động hắn nhắc nhở tô dương rằng người phía sau mình là một tam chuyển có thể giết chết anh bằng một cái búng tay lý trấn cũng bảo tô dương nhanh chóng quỳ xuống cầu xin thì hắn sẽ giữ xác lại cho anh nhưng tô dương chỉ lơ những kẻ này và tiến đến chào hỏi tuyết thiến một cách ấm áp và nói mình đến làm nhiệm vụ chuyển chức Hà Lam nhanh chóng hỏi Tuyết Thiến về mối quan hệ giữa cô ấy và Tô Dương. Tuyết Thiến giải thích rằng anh ta là bạn học cũ của cô. Điều này khiến Hà Lam bối rối vì điều đó có nghĩa là Tô Dương ở cùng cấp độ với Tuyết Thiến. Nếu vậy tại sao Tô Dương lại có đủ gan dạ để khiêu khích cường giả tam chuyển? Hà Lam hỏi Tô Dương đi làm nhiệm vụ chuyển chức sao lại đến đây? Đây là phó bản Bạch Kim và hỏi anh có đi nhầm chỗ. Nhưng Tô Dương nói nhiệm vụ nhị chuyển yêu cầu mình dọn dẹp phó bản Bạch Kim. Thông tin này khiến Hà Lam sừng sốt cô ấy không thể hiểu nổi làm sao Tô Dương có thể đạt cấp 40 chỉ trong vài ngày. Nhưng trước khi cô ấy có thể xử lý hết mọi thứ, Vương Phi đã không kịp chờ đợi mà tìm chết. Hắn nói Tô Dương chỉ được cái ảo tưởng. Luôn khoác lác mình là đại lão, là một chiến sĩ tầm thường như Tô Dương thì làm điều đó chỉ có chết. Hắn thách thức Tô Dương mở bản trạng thái cá nhân cho mọi người xem, không dám thì đừng có giả vờ thanh cao, và Tô Dương chỉ xứng liếm giày cho hắn. Nhìn thấy trạng thái của Vương Phi là level 10 thì Tô Dương bật cười, hình phạt với chức nghiệp giả dưới cấp 10 sau khi tử vong là bị hạ xuống hai cấp. Tô Dương khẽ động ngón tay, một luồng sức mạnh nhanh chóng lao đến đập vào người Vương Phi, máu của Vương Phi lập tức về không, tử vong ngay lập tức, và anh cũng nhận 100 điểm kinh nghiệm. Thấy Vương Phi bị hạ trong một đoàn làm mọi người bất ngờ, Lý Trấn lập tức lao đến tấn công Tô Dương, hắn bảo Tô Dương đánh lén như vậy thì quá hèn hạ. Lý Trấn nói sẽ hạ gục Tô Dương để trả thù cho đằng em của mình, Tô Dương lấy thanh kiếm của mình ra và yêu cầu Lý Trấn cứ ra tay nếu như có bản lĩnh. Chưa dừng lại đó, Tô Dương còn yêu cầu Hà Lam cùng tấn công mình vì anh không muốn mất thời gian để hạ gục từng người. Hà Lam tức giận cùng phấn khích, lần đầu tiên cô thấy một nhất chuyển cấp 40 lại dám khiêu khích cùng lúc hai tam chuyển, vì sự kiêu ngạo này cô sẽ dạy cho Tô Dương một bài học. Hà Lam và Lý Trấn đã quyết định giải quyết chuyện cá nhân sau, bây giờ họ sẽ dạy cho kẻ không sợ trời không sợ đất Tô Dương một bài học. Bọn họ không để cho Tô Dương chuẩn bị, Lý Trấn lập tức tấn công anh bằng những cú đấm liên tục, nhưng Tô Dương dễ dàng né tránh tất cả những cú đấm đó, khiến Lý Trấn nghi ngờ tốc độ của chính mình. Nhưng lòng tự trọng của mình không cho phép điều đó xảy ra, nên anh ta thay đổi chiến thuật với chiêu thức đặc biệt của mình, Lý Trấn tung ra chiêu thức lôi hổ quyền, cú đấm mang theo uy lực khủng khiếp. Tô Dương không hề né tránh đoàn tấn công, anh dùng thanh kiếm của mình để chặn lấy đoàn tấn công, sau đó tung ra một cú chém đánh bay Lý Trấn vào vách đá. Đồng thời lúc này Hà Lam cũng lao đến tung một cú chém vào người Tô Dương, nhưng đoàn tấn công này đã bị Tô Dương chặn đứng bằng lớp bảo vệ. Anh sử dụng một cuộn giấy dùng một lần có thể hấp thụ tối đa 880.000 điểm sát thương, anh cảm thán cường giả tam chuyển cũng quá vô đạo đức rồi. Cầm thanh kiếm đang rung dễ Hà Lam cảm thấy sợ hãi, vì đoàn tấn công của cô không thể tiêu hao được một nửa lớp bảo vệ, đây nhất định là một pháp bảo cấp vàng hoặc bạch kim. Vừa rồi Tô Dương ra tay giết Vương Phi cô cũng nhìn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đến hiện tại cô đã cảm nhận Tô Dương thật sự là một người đáng sợ. Suy nghĩ của cô dừng lại khi Lý Trấn một lần nữa lao đến trong tức giận, hắn gào thét muốn Tô Dương phải trả giá cho những gì đã gây ra. Nhưng Tô Dương đã mất kiên nhẫn, một nhát kiếm mang theo hỏa ngục được tung ra, ngay tức khắc Lý Trấn bị thiêu dụi, thông báo hiện ra, Tô Dương kích sát người chơi Lý Trấn level 60 nhận 3.125 điểm kinh nghiệm. Sau màn trình diễn đó, Tô Dương quay sang Hà Lam và hỏi cô ấy có muốn tiếp tục cuộc đấu hay không. Hà Lam nhanh chóng thu kiếm thể hiện sự đầu hàng. Tô Dương đánh giá cao sự thông minh này, anh chậm rãi đi vào hầm ngục, anh nói dù sao cũng là công hội chị em, không nên xảy ra xung đột như thế này. Lời này làm Hà Lam bất ngờ. Tô Dương cũng thể hiện bản thông tin cá nhân cho Hà Lam thấy, chứng tỏ anh là người của công hội U Vân, anh cũng nhờ cô gửi lời xin lỗi đến hội trưởng vì đã cướp lượt phó bản. Tô Dương tiến vào phó bản, hệ thống nhanh chóng khởi động nhiệm vụ chuyển chức và yêu cầu anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương tự mình bước vào hang động khống khổ. Trái ngược với cái tên đáng sợ của nó, bên trong hang động lại đẹp đến kinh ngạc, với những viên pha lê khổng lồ rải rác khắp nơi, chiếu sáng không gian một cách rực rỡ, khác xa với hang rồng của anh. Hầm ngục này được cho là hang ổ của goblins, một loài mà anh ta chưa từng nhìn thấy trực tiếp. Nhưng anh ta không phải tìm kiếm quá lâu vì một goblin xạ thủ đã bất ngờ xuất hiện để chào đón anh ta với một mũi tên. Điều này chỉ khiến Tô Dương thất vọng vì con quái vật đầu tiên anh gặp lại trong yếu đuối như vậy. Tô Dương vung kiếm đánh bay mũi tên. Trong lúc Tô Dương lao về phía tên quái vật thì lại có một con goblin khác tấn công anh từ phía sau, bằng điểm phản ứng nhạy bén khá cao của mình, Tô Dương đã kịp thời phản công. Anh chụp lấy cổ của tên goblin đang lao đến sau đó ném mạnh nó về phía tên goblin xạ thủ. Sau đó là nhát chém kết liễu hai con goblin, anh nhận được 1120 kinh nghiệm. Sau khúc dạo đầu này Tô Dương cảm thấy hầm ngục này cũng không đơn giản, không phải anh nhanh thì đã bị bọn chúng hạ gục. Suy nghĩ về cuộc chiến trước đó với Lý Trấn, anh ta nhận ra rằng mình chủ yếu dựa vào chỉ số để áp đảo kẻ thù. Đây là một thói quen xấu vì nếu anh ta gặp phải một đối thủ mạnh hơn, anh ta sẽ phải dựa vào trí tuệ và kỹ năng chiến đấu của mình để quyết định kết quả. Rất khó có cơ hội đối mặt với những kẻ thù danh mãnh như vậy, nên Tô Dương quyết định tận dụng những con quái vật này để luyện ma nhẫn. Càng đi vào sâu, Tô Dương liên tục đối diện với những trận phục kích từ lũ quái vật, Tô Dương lập tức sử dụng ma nhẫn hóa hình, tạo ra lá chắn để bảo vệ và tạo ra vũ khí để tấn công, từ truy lớn, nỏ ngắn nhanh chóng tránh né tấn công và phản kích tiêu diệt quái vật nhưng cứ mãi bị động phản kích không phải là lựa chọn khôn ngoan anh quyết định di chuyển thật nhanh kéo theo tất cả các quái vật đang ẩn núp xuất hiện bọn chúng liên tục đuổi theo tô dương và tô dương định dụ chúng đến hầm của boss bí cảnh sau đó ra tay tiêu diệt toàn bộ cuối cùng tô dương sử dụng ma nhẫn tạo ra một đại đao 40 mươi mét đánh về phía quái vật đang đuổi theo trong chớp mắt tiêu diệt toàn bộ thấy kỹ năng mới nhận quá hiệu quả thì tô dương rất chờ đợi khi mình đến ngũ chuyển sẽ học được kỹ năng mạnh cỡ nào khi này đại boss cự hổ cũng xuất hiện trước mặt Tô Dương, Tô Dương bất ngờ khi boss của một hang goblin lại là một con hổ. Anh cho rằng nó là một sủng thú đã giết chết chủ nhân lên làm vua, nếu như thế thì quá là buồn cười. Con boss liên tục di chuyển xung quanh Tô Dương và nói ra những lời thoại được thiết lập, đòi hạ gục Tô Dương. Đối với những sinh vật không có linh trí này thì Tô Dương vô cùng khinh thường, trong lúc con hổ đang lao đến Tô Dương dùng chiêu thức ma nhẫn hóa hình. Móng vuốt của con hổ đánh xuống thì Tô Dương đã di chuyển sang nơi khác, ngay lập tức Tô Dương sử dụng hồi chuyển đao chân, cứ như thế con boss đã bị hạ gục khi chưa được 3 phút. Tô Dương cảm thấy nhiệm vụ này quá dễ, anh quyết định đi đến bí cảnh kế tiếp. Khi anh ra ngoài, anh nhận thấy đám người Hà Lam có vẻ họ đang giữ một khoảng cách với mình. Tô Dương hỏi lý do bọn họ làm như vậy thì họ bảo anh không cần để ý đến họ và cứ làm những gì anh muốn. Tô Dương cũng bất lực tạm biệt và rời đi. Nhưng khi anh ta rời đi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của những cô gái. Điều này là dễ hiểu bởi vì Tô Dương chỉ mất 5 phút để dọn sạch hầm ngục. Là một bạn học của Tô Dương, nhưng bây giờ cô cảm thấy anh giống như một người đến từ thế giới khác. Ngay sau đó, Tô Dương bước vào một hầm ngục cấp bạch kim khác. Anh ta tiêu diệt boss một cách dễ dàng đến mức dường như nó chẳng là gì cả. Với chiến thắng này, Tô Dương đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức năm sao. Ngay lúc này hệ thống mở ra dây chuyền chuyển chức ẩn, giai đoạn 1, chìa khóa gì xét bị mất. Nhiệm vụ mới này bao gồm một bản đồ đánh dấu một vị trí nơi một con thú hung dữ được cho là đang canh giữ một thứ gì đó. Nếu anh thành công, Phần thưởng được hứa hẹn là tăng 5% tất cả chỉ số của anh và một cuốn sách kỹ năng truyền thuyết. Và có lưu ý, nhiệm vụ chuyển chức ẩn sẽ chỉ được mở sau khi hoàn thành chuyển chức năm sao và có liên quan đến việc phát triển chức nghiệp. Chuỗi nhiệm vụ chuyển chức ẩn sẽ mở ra một giai đoạn mới cho mỗi lần chuyển chức tiếp theo. Nhiệm vụ chuyển chức ẩn có thể bị bỏ qua và sẽ không ảnh hưởng gì đến các nhiệm vụ chuyển chức thông thường. Thời hạn: 48 giờ. Có muốn nhận nhiệm vụ không? Có hoặc không. Đối với cơ hội này Tô Dương không bỏ qua. Chỉ riêng việc tăng 5% tất cả chỉ số đã quá hấp dẫn chưa kể đến cuốn sách kỹ năng truyền thuyết, vì khu vực mục tiêu của nhiệm vụ là vùng hoang dã cao cấp của thành phố Thiên Linh, với mức độ quái vật trung bình trên 40, Tô Dương biết rằng anh ta không nên xem nhẹ thử thách này. Con thú đáng sợ đó chắc chắn phải trên cấp 50, một thử thách thực sự đối với Tô Dương, thậm chí anh còn cảm thấy không ai ở cùng cấp độ có thể hoàn thành nó. Nhưng anh ta không giống như bất kỳ ai khác, vì anh ta có trong tay một vũ khí cấp tinh diệu. Có vẻ như anh ta phải mở khóa vũ khí này trước khi anh ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ẩn này nhưng việc sử dụng pháp khí cấp kim cương trở lên sẽ bị giới hạn cấp độ không chỉ cần ngoại giới thạch hoàn chỉnh mà còn cần một thợ rèn cấp tông sư để rèn ở đông linh lại không có ai như thế anh ta nhớ ra rằng thiên cơ các giờ đã có chi nhánh ở thành phố thiên linh nơi không chỉ bán chiến lược hầm ngục mà còn bán tình báo có vẻ như đây là thời điểm hoàn hảo để ghé thăm họ hơn nữa anh ta đã nghe nói rằng thiên cơ các là thành viên của liên minh nhân điều này khiến anh ta tò mò phản ứng của họ sẽ ra sao khi họ nhìn thấy thẻ hắc kim của mình lúc này tô dương cũng đã đến thành phố thiên linh đứng trước lối vào của thiên cơ các anh cũng bất ngờ khi có nhiều người đến đây để mua đồ như vậy nơi đây không hổ là công hội hàng đầu điều này khiến cho tô dương cảm thấy một chút lo lắng dù sao vừa rồi anh cũng bán đồ thu được của bọn họ được rất nhiều tiền và đã chính thức tăng lên hàng ngũ đại gia nên trong lòng ít nhiều ngượng ngùng một chút hiện tại số dư trong tài khoản của anh hiện tại là 2,8 tỷ bước vào phía trong tô dương nhận thấy xung quanh có rất nhiều người bọn họ đang xếp hàng chờ đến lượt mình giao dịch khi này tô dương cũng chú ý đến chu thái và lưu tử anh không ngờ đã nhanh như vậy mà đã gặp lại bọn họ. Lưu từ khuôn mặt khó chịu hỏi Chu Thái về việc tổn thất vũ khí của mình không được công hội hỗ trợ thanh toán. Chu Thái thở dài. Lần này bọn họ mất cả Trần Luân, tổng bộ không tìm đến bọn họ để gây rắc rối là đã quá khoan dung rồi, còn than cái gì nữa? Lời này làm cho Lưu từ tức giận đá bay một cái ghế, vì số tiền anh mất đã tương đương với nhiều tháng chăm chỉ đi farm quái. Nhưng vô tình cái ghế mà Lưu từ đá bay lại trúng vào vị trí của Tô Dương. Tô Dương dễ dàng bắt lấy cái ghế nhưng anh rất khó chịu hỏi kẻ nào vô duyên ném đồ vào người khác như vậy. Lưu Từ đang tức giận khi nghe thấy điều này thì càng soi máu. Hắn ta hỏi Tô Dương có ý kiến gì, Tô Dương cũng không coi tên bại tướng này ra gì. Anh nói đương nhiên là có ý kiến, chẳng lẽ đẳng cấp cao lại muốn làm gì thì làm. Lưu Từ tiến đến túm lấy cổ áo Tô Dương. Hắn không nghĩ một kẻ mới level 40 lại dám đứng trước mặt mình lên mặt. Hắn nói với Tô Dương rằng ở đây hắn muốn làm gì thì làm. Có thể đánh cho Tô Dương cút xuống địa ngục, đối với lời đe dọa này tô dương chị nhẹ nhàng mỉm cười anh nghĩ trong lòng sau khi vào bí cảnh hắc long lần sau anh sẽ thẳng tay tiêu diệt luôn tên này lúc này chu thái tiến lên can ngăn ông ta đề nghị lưu từ chú ý hành vi cư xử của mình và kêu hắn đừng để ý đến chút chuyện nhỏ này tô dương hừ lạnh chuyện nhỏ sau thiên cơ các các người ăn nói kiểu gì thế đường đường là thiên cơ các lại đối đãi với khách như thế này làm ta thật sự quá thất vọng chu thái có vẻ tức giận nhưng vẫn cố trầm tĩnh lên tiếng thật ngại quá chỗ chúng tôi là công hội cao cấp công lực phó bản đẳng cấp của anh không bán Lưu Tử cũng lên tiếng, nói nhảm với thằng danh này làm cái gì, nhìn ta một cước đập chết nó đây, lúc này Tô Dương tự tin rút thẻ hắc kim của mình ra cho bọn họ nhìn. Nhưng Lưu Tử không hề để ý mà thẳng tay đánh bay chiếc thẻ trên tay của Tô Dương xuống mặt đất. Điều này làm cho Tô Dương có chút bất ngờ vì tên này không biết xem xem hàng, tình cờ lúc này ra Việt thành chủ cấp 120 Vĩnh Phong thành đại tổng quản xuất hiện. Ông ta nhìn thấy chiếc thẻ thì chậm rãi bước tới nhặt nó lên, sự xuất hiện của ông ta làm cho Chu Thái có chút bất ngờ, đồng thời ông ta cũng là anh rể của Lưu Tử sau khi nhặt lại chiếc thẻ ông ta tiến tới đến tận tay cho lưu từ một bàn tay té trên mặt đất hắn hoàn toàn không hiểu vì sao lại bị anh vợ của mình đánh không giải thích cho lưu từ gia việt tiến thẳng đến trao lại chiếc thẻ cho tô dương lời nói khá là khiêm tốn các hạ là khách vip tôn quý ta là đại thống quản vĩnh phong thành gia việt xin lỗi vì thủ hạ của ta đã gây phiền phức cho ngài tô dương nhận lấy chiếc thẻ và đánh giá người trước mặt là một đại nhân vật gia việt hỏi tô dương là một người trẻ tuổi đã có thẻ hội viên hắc kim của liên minh nhân chẳng lẽ anh đã hoàn thành nhiệm vụ chuyện chức năm sao và được đặt quyền vip của thánh điện chuyển chức phải không? tô dương cũng gật đầu xác nhận. lúc này gia việt nhìn về phía chu thái ra lệnh đối đãi với vị khách quý này cho tốt vào, không được lề mề đã rõ chưa? chu thái cũng kính cẩn nhận lệnh. sau khi dặn dò chu thái, gia việt lập tức kéo theo lưu tử đi bảo rằng có chuyện cần nói với hắn ta về phó bản lần sau, mà cho lưu tử kêu la thì gia việt vẫn thô bạo kéo hắn đi. lưu tử hắn cũng không quên ham dọa tô dương, tô dương cũng chú ý đến vấn đề phó bản tiếp theo này. anh nghĩ thiên cơ khác lại muốn công hạ phó bản hắc long sao? Chu Thái khi này khá kín cẩn đối với Tô Dương hỏi anh muốn tìm gì ở đây. Tô Dương nói mình muốn biết vị trí của thợ rèn cấp tông sư ở thành phố thành phố Thiên Linh, thuận tiện ở đây có còn vô giới thạch hay không, anh muốn mua mấy viên. Chu Thái nói về vấn đề tình báo thì dễ giải quyết, nhưng bảo thạch cũng có nhưng giá cả cực thì đắt. Tô Dương thì đắc ý lên tiếng, những chuyện mà cần dùng tiền để giải quyết thì đối với anh là không thành vấn đề. Khi này Tô Dương búng tay một cái túi tiền vàng xuất hiện trước mặt Chu Thái, làm cho biểu cảm của Chu Thái lập tức thay đổi, ông ta nói mình sẽ lập tức đi gọi người và đích thân đi lấy hàng cho Tô Dương. Nhìn thấy biểu cảm này thì Tô Dương cũng đắc ý, Vĩnh Phong Thành là thủ phủ của khu vực này. Ngay cả đại thống quản cũng cung kính như vậy, anh cũng ngày càng tò mò về bối cảnh đằng sau của thần điện, sau khi có được thứ mình muốn cũng như thông tin của vị thợ rèn cấp tông sư. Tô Dương cảm thấy bất ngờ khi một vị tông sư lại ẩn núp ở một tiệm rèn đơn sơ như thế, nếu không nhờ thiên cơ các thì nhất định sẽ mãi mãi không tìm ra. Lúc này Tô Dương chú ý đến hai cường giả đang thảo luận với nhau về chuyện thiên cơ các chuẩn bị công lực bí cảnh, một người thể hiện sự bất ngờ khi biết điều đó là sự thật bởi vì có tin đồn rằng có người đã chết không bí cảnh nên ai cũng rất lo sợ chính vì vậy mà có cho họ cả chục tỷ bọn họ cũng không muốn đi vào đó mà chuyện này không ngoài dự liệu của tô dương cái chết của trần luân là một đã kích cực lớn lên dũng khí của đoàn thám hiểm trong thời gian ngắn bọn họ chắc chắn không dám lui tới nhưng chuyện thu phục hắc long nên nhanh chóng thực hiện để tránh đêm dài lắm mộng sau một hồi tìm kiếm theo địa chỉ được cung cấp thì tô dương cũng đến tiệm rèn lão dương đến nơi này anh đẩy cửa vào và muốn tìm một người tên cổ dương tiên sinh trong tiệm rảnh có ba người một là mộ dung tuyết cấp 95 công hội u vân cô gái thứ hai có cấp bậc 92 tên an ngư cũng là người của công hội u vân phát hiện có người của u vân công hội ở đây tô dương cười nhẹ nhàng chào hai chị và hỏi hai người cũng đến rèn trang bị sao cô gái nhìn thấy tô dương thì lập tức tiến đến chào hỏi em trai mới gia nhập công hội sao năm nay bao nhiêu tuổi rồi có bạn gái chưa nhỉ thích chị gái lớn hơn em xíu không nào sự tấn công thô bạo này làm tô dương cũng ngẩn ngơ một chút rất may mộ dung tuyết đã tiến lên ngăn chặn tô dương phải không đây là thợ rèn cấp tông sư đấy với tốc độ của em chắc chắn chưa cần tới đây đâu ra mấy thợ rèn ngoài phố là được rồi kịch bản này quá quen thuộc tô dương thở dài nói em hôm nay đã nghe câu này hai lần rồi có lúc cũng lười giải thích nhưng vũ khí của em có tư cách rèn ở đây không tô dương lập tức lấy ra thanh dao găm cấp tinh diệu và vô giới bảo thạch đưa ra trước mặt hai cô gái làm hai người vô cùng bất ngờ về cấp độ cũng như giá trị của bọn chúng khi này vị đại sư rèn bảo cũng chậm rãi tiến tới với ánh mắt đầy thèm khát ông ta nói đã lâu rồi mới được nhìn thấy vũ khí tốt như thế này Tô Dương cũng chậm rãi đưa vũ khí cho ông ta và nhờ ông ta giúp mình rèn nó. Vị Vương đại sư cầm lấy bảo vật thì tràn đầy khí thế, ông ta hứa là sẽ dốc hết tâm huyết cả đời mình giúp Tô Dương cường hóa thứ này, tuyệt đối không để cho anh ta thất vọng. Trong lúc Vương đại sư ra tay rèn trang bị thì động tác của ông ta tạo ra những hiệu ứng vô cùng đặc biệt, và điều này chỉ xảy ra khi cường hóa vũ khí cấp tinh diệu. Và cảnh tượng này là lần đầu tiên hai cô gái nhìn thấy, làm hai người bất ngờ về vẻ đẹp của nó. Trong khi này, bọn họ cũng để ý rằng Tô Dương nhìn cảnh tượng này một cách vô cùng thờ ơ dường như anh ta đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần nhìn thấy mộ dung tuyết cứ nhìn chằm chằm tô dương an ngư tiến đến chăm chọc bảo rằng cô đã thích người ta rồi sao bởi vì bình thường ít khi nào thấy cô mất hồn như thế mộ dung tuyết chỉ bảo rằng mình đang bận suy nghĩ mà thôi mà tất cả những hành động này đều được tô dương nhìn thấy trong lòng anh tự hỏi liệu mình đã có vào nhầm công hội hay không mấy tiếng sau vương đại sư cũng hoàn thành nâng cấp trang bị cho tô dương một thanh kiếm vô cùng đẹp mắt điều quan trọng là chỉ cần trong một lần đã thành công trong khi lần trước anh đã bị thất bại rất nhiều lần trong việc rèn binh khí cấp bạch kim tô dương nhận lấy binh khí và hỏi về giá cả vương đại sư nói mình đã tốn rất nhiều tâm huyết vào thứ này bình thường ông ta sẽ lấy một tỷ tiền thù lao nhưng hôm nay ông ấy đặc biệt rất vui nên ông ta quyết định sẽ miễn phí cho cậu nhưng tô dương không thiếu tiền anh mỉm cười nói mình không muốn lợi dụng vương đại sư huống hồ anh hiện tại kiếm tiền dễ như trở bàn tay còn vương đại sư thì đi đâu để tìm được một tỷ anh bảo ông ta nên nhận tiền thù lao này sau này anh còn có thể thường xuyên lui tới nghe lời này vương đại sư vô cùng hài lòng khen tô dương là trẻ tuổi và rất quyết đoán ông sẽ nhận lấy số tiền và mong lần sau sẽ tiếp tục được hợp tác nghe cuộc hội thoại hai người mộ dung tuyết và an ngư trong lòng trầm trồ thấy tô dương không chỉ từ chối cơ hội được miễn phí mà còn hào phóng chi luôn một tỷ mà không một chút do dự đây chính là sự ung dung của người giàu dường như bây giờ cô ta đã thấy thích tô dương hơn rồi mộ dung tuyết thì cho rằng tô dương có thể là thiếu gia của một công hội cấp s sau khi rèn xong vũ khí tô dương cũng bắt đầu tiến hành làm nhiệm vụ ẩn anh xuất hiện ở ngoại ô thành phố thiên linh ở nơi đây yêu cầu người chơi có cấp độ trên 40. Đây cũng chính là địa điểm được hiển thị trên bản đồ. Nhìn sơ qua bản thuộc tính của mình, dưới sự hỗ trợ của tất cả các trang bị hiện tại, thuộc tính của Tô Dương là sức mạnh 980, tốc độ 1209, tinh thần 488 với những chỉ số này anh tự tin mình có thể giao đấu với cường giả tứ chuyển, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, Tô Dương lập tức sử dụng thêm các linh dược hỗ trợ để tăng tốc độ. Sau khi sử dụng ba loại thuốc thì tốc độ di chuyển của anh ta tăng lên gấp 5 lần, sau khi sử dụng thuốc Tô Dương bắt đầu tiến vào vùng hoang dã, vừa vào trong. Tô Dương đã đối mặt với sự tấn công của hai con phong linh rơi cấp 45 và binh sĩ oán linh cấp 44, Tô Dương sử dụng u ảnh chi thân. Tiêu hao ma lực trong thời gian ngắn có thể có hiệu ứng ẩn thân, đồng thời tăng tốc độ di chuyển lên thêm 60% trong chớp mắt. Tô Dương biến mất sau đó xuất hiện bên cạnh hai con quái vật ra tay tiêu diệt chúng với chiêu thức nhị liên trảm. Tô Dương cảm thấy chiêu thức cơ bản của ma chiến sĩ dưới sự gia tăng của vũ khí cấp tinh diệu cũng có uy lực vô cùng khủng khiếp, khi này, xung quanh Tô Dương có vô cùng nhiều quái vật bọn chúng nhìn anh với ánh mắt đầy thèm khát đối với số lượng áp đảo này tô dương chỉ có thể dùng nhiều quyền kỹ năng phát nổ thi triển quân hỏa đế làm nổ tung toàn bộ khu vực để dọn đám quái vật trong trước mắt một vụ nổ khủng bố xảy ra có thể nhìn thấy rất rõ từ xa sau khi tiêu diệt đám quái vật tô dương chậm rãi đi về hang động nơi trú ngụ của con hung thú khổng lồ theo quy định của nhiệm vụ này anh ước tính cấp bậc của nó sẽ không thấp hơn 50. anh không biết nó có thể chịu được bao nhiêu nhát chém của mình sau khi tiêu diệt đám quái trước đó thì trên đường đi tiếp theo Tô Dương không gặp bất kỳ sự cản trở nào, cuối cùng anh cũng đến được nơi sâu nhất trong hang động. Nơi này có một con hung thần biến dị không rõ nguồn gốc, có cấp độ 55 thuộc chủng tộc bất tử. Điều đáng chú ý là HB, kỹ năng và đặc tính của con boss đều không được hiển thị. Nhìn con quái vật, Tô Dương cũng cảm thấy dùng mình, bởi vì ngoài cấp bậc và tên thì không thấy được gì. Điều này rất khó cho việc tác chiến. Tô Dương quyết định sẽ hết sức cẩn thận trong trận đấu này. Anh lập tức sử dụng kỹ năng u ảnh chi thân lao đến với tốc độ cực cao tấn công vào con boss biến dị. Đòn tấn công này anh gây ra 522,000 sát thương, nhưng đòn tấn công của Tô Dương có vẻ không làm cho con boss thiệt hại quá lớn. Nó gầm lên đầy tức giận chứng tỏ trận đánh này không thể kết thúc một cách nhanh chóng, ngay lập tức, nó bắn ra hàng loạt gai nhọn hướng về Tô Dương để tấn công, anh cũng nhanh chóng lùi về sau né tránh. Tô Dương sử dụng kỹ năng đao trận từ ma nhẫn để chém giết con quái biến dị. Trong lúc con quái vật đang gào thét vì đau đớn thì Tô Dương lại tiếp tục lao đến tấn công, anh không cho con quái vật có thời gian nghỉ ngơi anh dùng mọi cách để giảm lượng máu của con quái vật đến mức thấp nhất. Điều bất ngờ là sau đoàn tấn công của Tô Dương thì hung thú biến dị đã chết và anh nhận được 43 một điểm kinh nghiệm. Nhận được một đạo cụ chìa khóa gì xét, nhận được một khối thịt thối rửa không rõ nguồn gốc, Tô Dương thu lại được đạo cụ chìa khóa gì xét. Dường như thứ này có thể dùng để mở một cánh cửa nào đó, riêng khối thịt thối rửa ẩn giấu một sức mạnh to lớn một khi tiêu tan sẽ biến mất. Nó là biểu tượng của sự phân giã khiến người ta không thể tìm ra nguồn gốc của nó, nhìn hai thứ này. Tô Dương không biết nó là vật gì nhưng anh vẫn thu thập, trước tiên phải trả nhiệm vụ sau đó rồi mới tìm hiểu những thứ này là gì, sau khi trả nhiệm vụ, thông báo xác nhận anh đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, thuộc tính căn bản tăng thêm 25%, nhận được chức nghiệp ma chiến sĩ, kỹ năng bị động chuyên biệt xung trùng tăng linh. Với kỹ năng xung trùng tăng linh, dựa vào 10% thuộc tính sức mạnh tăng điểm thuộc tính tinh thần và vào 10% thuộc tính tinh thần tăng điểm sức mạnh. Đã kiểm tra nhiệm vụ chuyển chức ẩn, xác định đã hoàn thành, tiến hành gửi phần thưởng, tặng 5% thuộc tính một quyển kỹ năng chuyển chức nghiệp đặc biệt ma chiến sĩ cấp truyền thuyết, giới hạn cấp độ được gỡ bỏ, kiểm tra điểm kinh nghiệm cấp độ tăng từ level 40 lên level 58, nhận được 360 điểm thuộc tính, trong chớp mắt này, cơ thể của Tô Dương lại nhận được một lượng sức mạnh vô cùng khủng bố. Anh quyết định tăng các điểm thuộc tính vừa có cho sức mạnh và tinh thần, hiện tại sức mạnh cơ bản của anh đã là 539, tốc độ 407 và tinh thần là 591. Tô Dương vô cùng đắc ý với những sức mạnh cơ bản chưa tính trang bị khủng khiếp như thế này thì anh đã có thể hoàn toàn nghiền ép cường giả tam chuyển. Nếu tính cả thuộc tính trang bị thì hoàn toàn có thể so chiêu với đám người linh thú công hội, nhị chuyển đánh thắng tứ chuyển chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích. Sát thương hỗn hợp thuộc tính, cộng thêm dấu ấn phong linh, e rằng ngay cả boss phó bản Bạch Kim cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kiếm này của anh, không hổ làm một kỹ năng cấp huyền thoại, sau khi thực hiện chuyển chức xong, Tô Dương cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc này Bích Linh lên tiếng một cách đầy thận trọng. Dũng giả đại nhân, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhị chuyển năm sao. Phúc lợi của ngài cũng chính thức được đổi mới, hiện tại mỗi tháng của ngài sẽ được được cấp 50 triệu và mức độ ưu ái của thẻ Hắc Kim Liên Minh nhân từ 20% tăng lên 30%. Tô Dương gật đầu, anh thầm nghĩ với khả năng kiếm tiền của mình hiện tại thì những phúc lợi này cũng đã trở nên quá bình thường. Tô Dương định rời đi thì Bích Linh lên tiếng hỏi dò xem anh có tính toán gì tiếp theo. Tô Dương chỉ nói mình cần nghỉ ngơi mấy ngày để dưỡng sức. Nhưng trong lòng Tô Dương đã nhắm đến một mục tiêu khác, anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này sẽ kết hợp với làm việc. Anh sẽ đến tìm Thiên Cơ Các mua một chút đồ và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với con boss Hắc Long, để chào đón boss mới với cấp độ cao hơn. Trong lúc này ở Thiên Cơ Các, đang diễn ra một cuộc họp, thành chủ sẽ cấp cho Chu Thái một đội thám hiểm 30 người để ông ta thám hiểm bí cảnh hang rồng. Chu Thái nói với 30 người thì đã đủ rồi nhưng ông ta rất lo lắng về cơ chế khiến người chơi không thể hồi sinh, thành chủ lấy ra pháp bảo màu xanh, ông ta bảo Chu Thái cứ yên tâm. Tổng bộ đã chuẩn bị cho ông ta một bảo đảm Tổng bộ sẽ cấp cho mỗi người một cái vòng sinh mệnh, đảm bảo cho mọi người có thể sống sót nếu anh bị Hắc Long tiêu diệt. Nhận được vật phẩm này, Chu Thái vô cùng cảm ơn đối với tổng bộ. Thành chủ rất tự tin về việc Chu Thái sẽ dẫn người tiêu diệt được Hắc Long, nếu như ông ta không bận việc thì ông ta cũng muốn đi giết con rồng đấy để khởi động một tí gân cốt. Trong lúc này có một người đẩy cửa bước vào, kèm theo lời nói rằng phó bản Hắc Long này không phiền đến những người trong phòng phải ra tay. Sự xuất hiện của cô gái làm cho mọi người vô cùng bất ngờ bởi vì cô ta là Lạc Ninh Nhi, là ngự thú sư cấp 130 cũng là con gái của các chủ thiên cơ các nhìn thấy cô ta thành chủ lập tức cung kính hành lễ hoang nghênh cô đã đến thăm không nên đón từ xa kính xin cô ta tha tội cô gái cũng cao ngạo đáp lời miễn lễ hành động của ta cũng không thông báo cho ai các ngươi cũng phải nhớ không tiết lộ chuyện này cho ai trong lúc cô gái chuẩn bị ngồi xuống thì thuộc hạ của cô đã nhanh chóng dịch chuyển lấy cho cô một cái ghế để cô ngồi xuống một cách thoải mái chứng tỏ thực lực của những thuộc hạ của cô gái không hề thấp linh nhi ngồi xuống tự tin nói tiếp từ hôm nay trở đi không có sự cho phép của cô thì không cho bất cứ ai vào phó bản hắc long cô sẽ tự thân đi xử lý con hắc long trong đấy thành chủ xin hỏi ý định này là của các chủ hay là của cô gái thì cô ta trả lời với bộ dạng đầy ác ý hỏi rằng nếu đó không phải là lệnh của cha cô thì ông ta không nghe lệnh sao và hỏi thành chủ định cãi lời cô thành chủ lúc này cũng khép nép lên tiếng không dám và sẽ thực hiện theo sự dặn dò của cô sau khi truyền đạt ý định của mình linh nhi vui vẻ rời đi cô ra lệnh cho đám người thành chủ chuẩn bị tư liệu về hắc long cho cô trong thời gian cô nghỉ ngơi nhìn cô gái rời đi thành chủ mới thở phào nhẹ nhõm ông ta không ngờ đến việc đại tiểu thư lại tới nơi này tính toán quá sai sót nghe lời này lưu từ mới chợt nhận ra cô gái này là con gái của các chủ thiên tài trẻ tuổi nhất của hiệp hội ngự thú sư toàn cầu nói sơ qua hiệp hội ngự thú sư toàn cầu là một tổ chức có cùng đẳng cấp với liên minh nhân chuyên sư tầm các loại dị thú hiếm có trên thế giới dù là boss phó bản hay là quái rừng tinh anh đều là đối tượng săn bắt của bọn họ đại tiểu thư là người có thiên phú đặc biệt từ khi còn nhỏ đã gia nhập hiệp hội ngự thú toàn cầu phóng tầm mắt ra toàn long hạ cũng chẳng có mấy người sánh được với cô ấy lần này đại tiểu thư bí mật đến đây chính là vì để tránh các ngự thú sư khác thu phục được hắc long nếu thành công đại tiểu thư chắc chắn trở thành ngự thú sư định cao nhất đại lục uy phong của thiên cơ các chắc chắn tăng thêm một bậc thành chủ cũng nhắc nhở bọn họ đừng có bất kỳ suy nghĩ bất chính nào tới lúc đó chỉ có thể đi theo và nghe lệnh của đại tiểu thư vào phó bản đặt việc là lúc về cuối khi hắc long sắp chết phải để đại tiểu thư thu phục tuyệt đối đừng cướp công hai người chu thái và lưu từ đáp vân bọn họ sẽ nhanh chóng đi lấy tư liệu về cự long cho đại tiểu thư và bọn họ nhất định không dám làm càng với con át chủ bài đó nhưng khi đám người chu thái tìm trên hệ thống thì phát hiện quyển sách thuyết minh về cự long đã có người mua và người mua không ai khác chính là tô dương lưu từ cho rằng tô dương đang cố ý gây rối thành chủ nhìn thấy tô dương thì cảm thấy vấn đề này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chuyện đại tiểu thư đến cậu ta không thể biết được nhưng cậu ta mới chuyển chức một tuần sao lại quan tâm đến cự long chu thái hỏi việc này sẽ xử lý như thế nào phải mời cậu ta đến trả lại quyển sách hay sao? Thành chủ lắc đầu. Nếu làm như vậy sẽ khiến người ta chú ý đến, tốt nhất không nên đắc tội với khách VIP của thần điện, chắc vẫn còn tư liệu cự long khác chứ mau đi tìm đi. Lúc này ở nhà của Tô Dương, anh cũng đang chăm chú đọc thông tin trong quyển tư liệu. Một quyển sách này anh mua với giá 5,1 triệu kim tệ, anh cảm thấy thiên cơ các này làm ăn mau giàu quá. Hy vọng thứ này là đồ tốt, sau một lúc anh cũng tìm thấy được tư liệu về Hắc Long, Hắc Long thuộc chủng tộc cự long. Đặc tính tàn bạo khát máu, thực lực tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của hắc long thời kỳ ấu thể có cấp bậc kim cương thời kỳ tiền trưởng thành có cấp độ tinh diệu thời kỳ trưởng thành có cấp độ diệt phương các thiên phú đã biết cường hóa sức mạnh kiểm soát hắc hóa Cử long uy áp tô dương cũng bất ngờ khi trong quyển sách hướng dẫn này lại không nhắc đến thiên phú giảm 80% sát thương của hắc long với trình độ chuyên nghiệp của thiên cơ các chắc chắn sẽ không bỏ sót nội dung này chẳng lẽ đoàn thám hiểm không thể nhìn ra thông tin cụ thể của hắc long giống như lúc anh gặp phải con quái vật biến dị kia hiện tại trong Long Hạ chỉ phát hiện được ba con hắc long, hai trong số đó đã bị tiêu diệt chỉ còn lại con hắc long mà anh đã kiêm nhiệm. Khi này Tô Dương phát hiện thông tin về hắc long bị tiêu diệt có gì đó không đúng đắn, giai đoạn tiền trưởng thành tương ứng với cấp tinh diệu, sau lại là cấp huyết nguyệt, Tô Dương cẩn thận xem thông tin chi tiết của con hắc long này. Ghi chép chính phục long mạch Hoàng Sơn, đồ khó của bạn này là huyết nguyệt, hắc long ban đầu được cho là cá thể ở thời kỳ hậu trưởng thành. Tuy nhiên sau khi tiêu diệt nó dựa vào long chi tâm thu được, có thể xác định rằng nó đang ở thời kỳ tiền trưởng thành qua các vật phẩm rơi ra sau khi tiêu diệt và nghiên cứu tiếp theo có thể khẳng định rằng hắc long này đã vô tình nuốt phải khối thịt thối rửa chưa xác định dẫn đến sự gia tăng sức mạnh đặc biệt chú ý khối thịt thối rửa chưa xác định đối với vật phẩm trên thiên cơ các sẵn sàng trả giá cao để mua lại đọc đến đây thì tô dương đã ngồi bật dậy trên mặt tràn đầy phấn khởi nếu theo thông tin trên thì anh đã vừa thu được một món bảo vật nếu thiên cơ các đã viết rằng sẵn sàng trả giá cao có nghĩa là giá trị của nó đủ cao để khiến thiên cơ các bỏ qua việc đàm phán giá cả khi này tô dương có một chú ý anh sẽ cho hắc long nuốt khối vật đó trực tiếp làm cho nó có thực lực huyết nguyệt đến lúc đó chức nghiệp giả ngũ chuyển không còn là đối thủ của nó nữa sau khi ăn hết một mẻ cá lớn cấp độ của anh sẽ nhanh chóng thăng đến tứ chuyển còn đường thăng cấp sau này sẽ lên như diều gặp gió tô dương nằm xuống giường một cách thoải mái anh tin chắc rằng hành động như thế chỉ có thể được sử dụng một lần đám người thiên cơ các cũng không phải là đám ngu ngốc sau khi bị thiệt hại lớn bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua tiếp theo anh phải nhanh chóng giết chết hắc long để chuyển đến một con boss khác tốt xấu thế nào thì cũng đã đem lại cho mình rất nhiều lợi ích. giết nó thì anh có chút không nữa. nhưng ngay lúc này hệ thống lập tức thông báo, sau khi giết chết boss kiêm nhiệm thì con boss sẽ trở thành thuộc hạ trung thành tuyệt đối 100% của tô dương. nghe đến đây thì tô dương đã phải ngồi dậy một lần nữa. anh không ngờ mình có thể nhận được một sủng vật hắc long. hệ thống cũng xác nhận đây là tác dụng vô cùng bình thường. xin anh không cần phải quá kích thích. lúc này tô dương đã tưởng tượng đến việc mình cười trên hắc long tung hoành thiên hạ. nghĩ đến cảnh tượng này không ai không kích thích vì đây là một con cự long được gắn với các đại danh từ như uy nghiêm cường đại ba khí kể cả có là công hội siêu cấp như hiệp hội ngự thú toàn cầu cũng chẳng mấy người có thể thuần phục được một con cự long làm sủng vật nếu trong đại chiến công hội mà anh triệu hồi ra một con sủng vật thuộc chủng tộc cự long thì cảnh tượng đấy chỉ cần nghĩ thôi đã vô cùng kích thích nhưng trước mắt có một trở ngại với những thuộc tính hiện tại của anh kể cả có sự hỗ trợ của đồ long chi tâm nếu như đánh nhau với hắc long thì anh không biết đánh đến bao giờ để hạ gục được nó lỡ như đang do đấu có người tới khiêu chiến thì phải làm thế nào lúc đó không khác gì dê vào miệng cọp hiện giờ anh cần phải dựa vào việc kiêm nhiệm để thăng cấp nếu trong một khoảng thời gian nhất định mà không ai tới khiêu chiến phó bản thì tốc độ tăng cấp của bản thân cũng sẽ giảm mạnh hơn nữa cấp độ không cao nên một lần kiêm nhiệm mất đi một lượng lớn kinh nghiệm lần tới nếu lại để cho phần lớn kinh nghiệm bị tràn ra ngoài thì đúng là rất lãng phí nhưng muốn nâng cao cấp độ thì anh không biết sẽ phải đi săn quái vật cấp cao ở phó bản cấp cao nào nhưng ngay lúc này thì nhóm chat của công hội có tin nhắn trong nhóm có thông báo tập hợp lúc 3 giờ ngày hôm nay tất cả các thành viên có mặt tại khu rừng cự nhân chuẩn bị bắt đầu công lực phó bản, ai nhận được tin nhắn thì cần lập tức xác nhận. Tô Dương lập tức đồng ý, anh nhớ ra khu rừng cự nhân là bí cảnh kim cương, anh cảm nhận mình quả thật may mắn, cơ hội khó kiếm như thế này mình nhất định không thể bỏ qua. Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra, sau khi thấy Tô Dương chat trong nhóm thì tất cả các nữ nhân trong công hội bắt đầu trêu gạo anh. Nhìn bản chat trong công hội Tô Dương chỉ có thể thở dài khi này lâm u vân lên tiếng hỏi tô dương có thật sự muốn tham gia bí cảnh kim cương hay không bởi vì theo cô quái vật trong đó đã vượt xa so với cấp độ của anh nên việc này quá nguy hiểm tô dương xác nhận rằng mình chắc chắn muốn tham gia công lược lần này anh sẽ nhanh chóng tới đó khi này lôi sơn từ trong thần điện chuyển chức đi ra trên mặt có vẻ không vui anh ta phàn nàn rằng khó khăn lắm mới quay lại với cấp 99, không ngờ lại nhận nhiệm vụ chuyển chức tới khu rừng cự nhân bọn họ tràn đầy lo lắng thảo luận nghe nói có người của u vân công hội đang chuẩn bị công lược khu rừng cự nhân Xem ra vé vào cửa bí cảnh năm nay chỉ có thể cho bọn họ mà thôi, lần này khoảng cách giữa hai công hội chúng ta lại ngày càng gần rồi. Lôi Sơn nói chuyện này vẫn chưa chắc chắn, bọn họ vẫn còn một cách để ngăn chặn U Vân cướp mất vé vào cửa. Nghe điều này, những người khác vô cùng bất ngờ như nghĩ đến điều gì, Lôi Sơn khuôn mặt cười tà ác. Nếu ta đã bị ép tới mức đường này thì còn phải e rè cái gì nữa, giết hết bọn họ để khiến cho đám U Vân bọn chúng cũng giống như chúng ta nếm thử mùi vị của sự tuyệt vọng. Hiện tại trước thời gian mở cửa của bí cảnh khu rừng cự nhân còn 35 phút đây là bí cảnh cấp kim cương yêu cầu cấp độ 90 trở lên. Khi này Tô Dương cũng đã đến nơi này, quan sát xung quanh anh cảm thấy nơi đây có rất nhiều người. Bí cảnh pháo đài Hắc Long và nơi này đồng cấp, độ khó chắc sắp xỉ nhau. U Vân lựa chọn khiêu chiến vào lúc này cũng là vì lý do chuẩn bị cho thí luyện bí cảnh. Thí luyện bí cảnh là một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, do thần điện chuyển chức của Vĩnh Phong Thành chủ trì. Mỗi năm mở một lần, chỉ công hội có 5 người chuyển chức cấp A trở lên mới có đủ tư cách tiến vào thí luyện bí cảnh. Mỗi một thành phố chỉ có một tấm vé vào cổng, ba công hội có thành tích cuối cùng cao nhất trong thí luyện bí cảnh sẽ đạt được phần thưởng là những tài nguyên vô cùng phong phú bao gồm một vũ khí cấp tinh diệu ba vũ khí cấp kim cương và phần thưởng bổ sung từ công hội búp điều đó đối với bất cứ công hội nào mà nói là một sự hấp dẫn vô cùng to lớn công hội cấp a duy nhất ở thành phố thiên linh là u vân và linh thú đều mong có thể áp đảo được đối phương cướp được tư cách thí luyện bí cảnh vốn thực lực của linh thú đã mạnh hơn một chút nhưng cả đội hình đã bị tiêu diệt ở pháo đài hắc long cấp bậc trang bị xa suốt khiến bọn họ bất lợi trong cuộc thi tiếp theo vì vậy bây giờ đương nhiên sẽ tới lượt công hội u vân trước mắt phần lớn những công hội này đều là cấp b không có gì nguy hiểm với bọn họ nhưng ngay lúc này đám người của linh thú đã xuất hiện bọn họ tuyên bố nơi này thuộc sự quản lý của mình nếu ai không muốn chết thì mau chóng rời khỏi đây nhìn thấy những người khác vội vã rời đi tránh sự nguy hiểm tô dương cũng nhận ra có chuyện gì đó có vẻ như linh thú không muốn buông bỏ tầm vé đó nhìn cảnh này bọn họ không giống như là muốn tiến vào phó bản mà là đang đợi người với thực lực hiện tại của linh thú đi đánh bí cảnh kim cương chắc chắn là không đủ những tên này muốn chặn đường u vân không cho bọn họ đánh không để u vân chiếm được tấm vé đó đúng là thiếu đạo đức khi này có một tên tiến đến gần tô dương đề nghị anh rời khỏi đây một cách đầy trịch thượng tô dương nói mình chỉ đi thám hiểm xung quanh đây mà thôi không có hứng thú xen vào chuyện của bọn họ nhưng nói đến đây thì tên truyền chức giả khó chịu muốn ra tay với tô dương hắn lập tức bị tô dương nắm lấy ném đi thật xa cú ném này làm cho hắn bay xuyên qua hàng loạt thân cây khổng lồ tên cường giả cuối cùng cũng dừng lại nhưng đã không thể đứng dậy được nữa lúc này lôi sơn tiến tới lời nói có chút thận trọng, hỏi la lịch của Tô Dương và hỏi anh tại sao lại ra tay với thuộc hạ của mình. Tô Dương lười biếng đáp mình không có ý định gì cả, chỉ là tên vừa rồi muốn động tay động chân với anh nên anh phòng vệ mà thôi. Triệu Minh hét lên tức giận với thái độ này của Tô Dương, đánh người ta gần chết chỉ để lại một vạch máu, này gọi là phòng vệ chính đáng sao? Hắn định tiến lên thì đã bị Lôi Sơn ngăn lại. Lôi Sơn nói nếu do tên kia xúc phạm cậu thì quả thật là hắn không đúng, nhưng cậu đã giáo huấn hắn rồi. Hay là chuyện này xem như kết thúc ở đây, Tô Dương lạnh lùng nói mình không ý kiến sau đó lôi sơn cũng để mặc tô dương ngồi ở đó triệu minh nhìn về tô dương vô cùng khó chịu hỏi lôi sơn để cho hắn ta đắc ý như vậy sao lôi sơn tập trung vào chuyện chính cần làm anh ta nhận định một người có thể giết được thợ săn tam chuyển thì ít nhất cũng là cường giả tứ chuyển bọn họ nên dành sức để đánh nhau với u vân không cần phải chuốc thêm phiền toái không cần thiết triệu minh cũng gật đầu đồng ý với phân tích này nhưng anh lo lắng tô dương là tay chân của công hội u vân phải tới nếu không thì một mình hắn ở đây để làm gì Lôi Sơn nói việc này là không thể bởi vì công hội U Vân toàn là nữ làm sao lại có con trai. Lúc này đám người của công hội U Vân cũng đã tiến đến nơi này, đi trước là hội trưởng Lâm U Vân, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô thắc mắc hỏi Lôi Sơn tại sao có mặt ở đây, Lôi Sơn cùng đám người của mình chặn trước cửa vào bí cảnh lên tiếng. Không có ý gì, đây là rừng khổng lồ mà chúng tôi chiếm được. Mời hội trưởng Lâm đi phó bản khác, U Vân lời nói có chút tức giận, nực cười. Linh thú các người mới bị diệt đội một lần, lấy đâu ra sức mạnh để đánh phó bản cấp kim cương. Tôi đã hiểu rồi, các người đặc biệt tới đây để ngăn cản chúng tôi nhỉ thế nào kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à loại chuyện ác độc như vậy có lợi ích gì với các anh thế có thể giữ lại cho bản thân một chút sĩ diện được không anh muốn công hội chúng ta đánh nhau ở đây sao lôi sơn cũng không hề che giấu ý định của mình hắn cười đắc ý ha ha lợi ích chính là kéo các cô xuống nước cùng để các cô không thể vào thí luyện bí cảnh được nữa có tôi ở đây hôm nay đừng hòng có ai bước vào được rừng khổng lồ này lúc này mộ dung tuyết đã ra tay trước lôi sơn nhìn thấy cũng lên tiếng hỏi hội trưởng của các người vẫn chưa nói đánh cô dám ra tay sao mộ dung tuyết vừa tung chiêu vừa nói muốn chiến thì chiến bớt phí lời đi hôm nay chúng ta cùng phân cao thấp quyết sinh tử chiến đấu một trận đám người linh thú công hội cũng sẵn sàng ra tay nhưng lúc này tô dương chậm rãi tiến lên anh hỏi ai đã nói hôm nay đừng hòng ai tiến vào rừng khổng lồ là anh sao nhìn thấy tô dương thì mộ dung tuyết có chút bất ngờ nhưng an ngư ở bên cạnh thì vô cùng thích thú nhìn bộ dạng tô dương khiêu chiến với lôi sơn vô cùng ngầu các cô gái khác cũng nhìn về tô dương bàn luận Nhân vật chính của những cuộc thảo luận trên kênh bang hội mấy ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nếu Tiểu Thiến cũng ở đây thì tốt rồi. Thành viên nam đầu tiên của công hội U Vân xuất hiện, thời khắc lịch sử này mình phải ghi chép lại mới được. Lâm U Vân cũng lên tiếng, Tô Dương cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, Tô Dương cười mỉm. Thành thật xin lỗi tôi vẫn chưa tới công hội báo danh, nhưng tôi thấy như vậy mọi người cũng thoải mái hơn chút nhỉ, nhìn về Tô Dương, Lâm U Vân thẩm mỹ. Chuyện chức năm sao, VIP của thần điện, người sở hữu vũ khí cấp tinh diệu, người thừa kế của một công hội cấp S, trên người tô dương có quá nhiều bí mật nếu như cậu ta đã đứng trước mặt rồi mình nên mở miệng nói mấy câu mình có nên hỏi không mấy người trong linh thú công hội nhìn thấy thái độ của các cô gái đối xử với tô dương thì vô cùng ghen tị có người tức giận mắng nói mình đã theo đuổi an ngư rất nhiều lần nhưng cả cái liếc mắt cô ấy cũng không dành cho hắn bây giờ lại liếc mắt đưa tình với thằng nhóc đó hắn ta muốn giết chết tô dương triệu minh cũng lên tiếng đội trưởng thằng nhóc đó là người của u vân hình như không phải là ngoại viện đâu mà là hội viên chính thức lôi sơn tức giận nhóc con thì ra vừa rồi cậu lừa ta. Tô Dương cười khẩy, ta lừa ngươi thì làm sao, muốn đánh ta sao. Ngay lập tức một đòn tấn công được tung ra, hai mũi tên lao về phía Tô Dương. Người ra đòn đó chính là Triệu Minh, nhưng đòn tấn công này đã bị Tô Dương dùng tay tóm lấy. Sau đó anh đáp trả bằng cách ném hai mũi tên về phía Triệu Minh, đòn tấn công này của Tô Dương đã làm cho Triệu Minh đang xuất. Chứng kiến cảnh này, Lôi Sơn vô cùng tức giận định ra tay với Tô Dương. Tô Dương vô cùng tự tin nói mình đã nhìn ra ý định của bọn họ là muốn tới đây để gây chuyện phó bản bí cảnh êm đẹp nhất định phải chạm không cho qua ải cho rằng ai cũng giống các ngươi có thời gian làm chuyện vớ vẩn như thế này sao có biết thời gian là vàng bạc không nếu bỏ lỡ mất cơ hội giết thịt cừu béo thì các ngươi có chịu trách nhiệm hay không đám người trong công hội linh thú không hiểu ý nghĩa của cừu béo mà tô dương nói lôi sơn tức giận mắng chết đến nơi mà còn ăn nói xà lơ chết đi cho tao tô dương thở dài lập tức lấy ra hàng loạt quyển trục kỹ năng anh quyết tâm dạy cho đám người linh thú một bài học nhìn thấy cảnh này đám người linh thú công hội lập tức mở hệ thống kết giới phòng ngự giảm sát thương cho mọi người đứng trong lớp phòng ngự lôi sơn tự tin nói vọng qua một mình dám tới đây thì phần lớn cũng có góc gác nhưng dù mày có cứng như thế nào thì cũng không thể phá vỡ kết giới phòng ngự của bọn tao đâu tô dương tự tin nói nếu các người đã như vậy thì tiếp theo ta sẽ tấn công đấy anh lập tức thi triển sức mạnh hàng loạt mũi kiếm được ngưng tụ cả bầu trời biến thành rông bão làm cho váy áo của các cô gái cũng lay động trong gió một người có thể kích hoạt nguyên tố khủng khiếp này đơn giản mà nói giống như thảm họa tiền sử, nhìn cảnh tượng này, Lôi Sơn cũng vô cùng bất ngờ, đây rất có thể là kỹ năng cấp truyền thuyết, Tô Dương hô một chữ diệt, lập tức phong bạo lôi đình thiên đạo lập tức đánh về phía đám người của linh thú công hội, làm cho khu vực một khoảng rừng lập tức bị san thành bình địa. Đám người của linh thú công hội hoàn toàn bị tiêu diệt, Tô Dương nhìn về các cô gái, chậm rãi nói chúng ta nên tiến vào phó bản thôi. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn